chương 61. Thi cao đẳng tiến hành khi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 061 thi cao đẳng tiến hành khi cao tam nhất ban triệt để lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có kia trương màu sắc rực rỡ bị mặt báo chí bị truyền đến truyền đi. Thạch Điềm cũng không lại nói chuyện, có chút lăng lăng xem Ninh Lệ, hoàn toàn không biết ứng nên như thế nào phản ứng. Ninh Lệ xem chung quanh vẫn không nhúc nhích xem của nàng nhân, trong lòng rối rắm một lát, trong miệng châm trước từ ngữ. Ngay tại nàng vừa định muốn nói lúc đi ra, Thạch Điềm đột nhiên nhào vào Ninh Lệ trên người, lớn tiếng nói, "Đại lão, ngươi quá đáng quá rồi." Ninh Lệ sửng sốt. Thạch Điềm giả bộ tức giận nói, "Ngươi lợi hại như vậy, làm sao có thể không nói cho ta biết chứ? Vậy mà làm cho ta người hầu lý đồng học cùng nhau biết." Không vui. Ninh Lệ bị Thạch Điềm chặt chẽ cầm lấy cánh tay, còn chưa kịp phản ứng chợt nghe đến đối phương tiếp tục nói đinh diệp đạo diễn a ninh lệ vậy mà có thể bị đinh diệp đạo diễn lựa chọn ngươi lúc đó ở kỷ niệm ngày thành lập trường hội biểu diễn sao biểu diễn vũ đạo cái dạng gì vũ đạo ngươi giỏi quá vậy mà còn có thể khiêu vũ nghe thạch điềm lời nói trong ban đồng học toàn bộ nhìn về phía ninh lệ trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng như vậy học bá rốt cuộc là nơi nào đến ninh lệ có chút xấu hổ bị túng một lát sau mới cười nói chẳng qua là vận khí tốt chút vừa vặn cùng đinh diệp đạo diễn yêu cầu phong cách gần lúc đó ninh lệ có thể bị đinh diệp đạo diễn tuyển thượng quả thật có một phần vận khí thành phần song dài điện ảnh đối vai nữ chính yêu cầu là hội khiêu vũ sau đó còn muốn thiên cổ điển một ít mà ninh lệ lúc đó hoàn toàn biểu diễn là cổ điển màn kịch ngắn tình vừa vặn phụ trách đinh diệp đạo diễn tâm ý mọi người nghe ninh lệ lời nói, lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nếu thật là vận khí, này kỷ niệm ngày thành lập trường hội thượng chẳng lẽ không có biểu diễn cổ điển vũ. Này niên đại rất nhiều học sinh đều là học tập cổ điển vũ, nhưng là những người khác nhưng không có bị đinh diệp đạo diễn lựa chọn. Này chỉ có thể thuyết minh ninh lệ khiêu vũ đạo so những người khác đều hảo. Nhất thời, trong ban đồng học nhìn về phía ninh lệ ánh mắt đã theo học bá chuyển hướng học thần hứa tần xem trước mắt tình huống hoàn toàn bất vi sở động đột nhiên nói ninh lệ người tưởng thượng học viện nghệ thuật sao phòng học lại an tĩnh lại đinh diệp đạo diễn thành danh làm hồng hà đồng dạng tuyển dụng người mới diễn viên bất quá cái kia diễn viên lúc đó quay chụp điện ảnh thời điểm chẳng phải cao trung sinh đã là sinh viên khả viên phỉ chẳng phải điện ảnh học viện học sinh về sau lại làm điện ảnh tương quan công tác hiện thời thành tựu so người khác còn muốn cao mà hiện tại, Ninh Lệ tham diễn Đinh Diệp đạo diễn tác phẩm mới, Sông Dài. Hiện thời mới là tháng 10, khoảng cách sang năm thi cao đẳng còn có dài đến chín nguyệt thời gian, vừa khéo sẽ ở, Sông Dài, chiếu phim cùng đến tiếp sau truyền phát thời kỳ, nhiệt độ tuyệt đối sẽ không rất thấp. Trong ban học sinh tuy rằng chẳng qua là cao tam sinh, còn không hiểu được vòng giải trí lộ số, nhưng là cũng có thể thông qua, Hồng Hà, lúc đó kịch liệt thảo luận nhìn ra, Sông Dài, sẽ có nhiệt độ như vậy nhiệt độ lại phối hợp thượng ninh lệ thành tích phân phân chung có thể thi được cả nước nổi danh điện ảnh học viện nghe nói điện ảnh diễn viên có thể tránh rất nhiều tiền đương nhiên a à, cao tam nhất ban lại vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh âm ta nghe người ta nói viên phỉ tiếp chụp quốc tế điện ảnh một lần có thể được đến thượng trăm vạn cũng không biết thiệt hay giả số tiền này ở chúng ta nơi này có thể mua thượng mười gian nhà tiền mới không phải trọng yếu nhất Phiên phỉ cỡ nào có danh tiếng A, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy vây đỡ nàng. Như vậy thảo luận, trong ban nhìn về phía ninh lệ ánh mắt cũng không khỏi tràn ngập hâm mộ, bất quá nhưng không có ác ý. Ninh lệ trầm mặt một lát, cuối cùng nói, ta không có đánh tính thượng học viện nghệ thuật. Không chờ hứa tần nói chuyện, từ thịnh liền mở miệng nói, vì sao? Ngươi hiện tại có này điện ảnh, thật dễ dàng liền thi được điện ảnh học viện A. Ninh lệ cười cười, Ta cũng có thể thi được Hoa Quốc Đại học. Từ Thịnh nháy mắt tỉnh ngộ đi lại. Ninh Lệ là ai? Của nàng toán học có thể khảo mãn phân. Vật lý cũng có thể khảo mãn phân. Lần trước nguyệt khảo, Ninh Lệ thậm chí trực tiếp áp chế luôn luôn bài danh thứ nhất Hứa Tần, thành niên cấp thứ nhất. Hơn nữa nàng còn có áo lâm thất khắc toán học thi đua vĩ đại thành tích. Từ Thịnh nháy mắt cảm thấy bản thân là nhiều lo lắng. Ninh lệ hiện tại tưởng thượng trường nào đều được, hoàn toàn không cần nghĩ trường nào càng dễ dàng thượng. Từ thịnh nhìn nhìn trong tay rất nhiều sai lầm luyện tập đề, thấp kém đầu, ta còn là thành thành thật thật làm bài đi. Học bá thế giới, ta không hiểu. Ninh lệ nhìn nhìn nháy mắt biến thành ủ rũ cà tím từ thịnh, cười mở miệng nói, ta nhớ được ngươi nói nguyệt thi được bước 50 danh, a di cho ngươi mua máy tính, mua sao? Từ thịnh nhất thời cao hứng đứng lên, mua chính là không thể đùa thời gian quá dài, bất quá chờ kiểm tra kết thúc là được rồi. Ngay tại từ thịnh còn tưởng kích động nói cái gì đó thời điểm, hứa tần một phát bắt được tay hắn, nhìn hắn một cái. Từ thịnh lập tức nhắm lại miệng. Bản thân mới không thể treo vào này từ nhỏ vừa được đại đồng học. Ngươi tưởng khảo cái gì chuyên nghiệp? Hứa tần đột nhiên hỏi. Ninh lệ luôn luôn biết hắn tưởng khảo trường y, nhưng là bản thân lại trước giờ không biết ninh lệ muốn khảo cái gì chuyên nghiệp ninh lệ hồi tưởng bắt nguồn từ mình về phát thanh chủ trì tư liệu chậm rãi lắc lắc đầu cũng không có nói lời nói thật ta muốn chờ một chút xem hứa tần ừ một tiếng mới nghiêng đầu nhìn về phía trong ban đồng học lập tức muốn lên khóa đại gia an tỉnh lại cao tam nhất ban nhân xem trong ban hai đại học bá thảo luận hoa quốc đại học vấn đề nhìn nhìn lại ninh lệ hoàn toàn không đúng dễ dàng thượng điện ảnh học viện cảm thấy hứng thú, cũng biết đối phương coi trọng là hoa quốc đại học, bọn họ lập tức cúi đầu, bắt đầu im lặng phải học tập. Sự tình vừa rồi phản phất không có ở cao tam nhất ban nhất lên gợn sóng, nhưng là kia trương còn tại bất truyền duyệt báo chí vẫn là thuyết minh các học sinh tâm tình. Ninh lệ cũng không nghĩ tới, sông dài, tuyên truyền sẽ đến như vậy nhanh chóng. Năm 1999 tháng 10 mạc, này niên đại Internet vừa mới cuộc khởi, các học sinh tiếp xúc Internet phần lớn là thông qua trường học vi cơ phòng cùng trên đường lục tục nhiều lên tiệm nét. Điện ảnh tuyên truyền tự nhiên cũng không có đời sau như vậy phổ biến. Vì thế, sông dài, tuyên truyền trọng điểm đặt ở giấy mối cùng trên TV mặt. Càng ngày càng nhiều, sông dài, tranh tuyên truyền ở các đại báo chí thượng xuất hiện, vốn ở trường học cũng đã có chút danh khí ninh lệ lại biến thành mọi người thảo luận tiêu điểm lại thứ hai ba nhân đi lại xem xét trong truyền thuyết sông dài vai nữ chính sau cao tam nhất ban học sinh dẫn đầu khó chịu các ngươi có hoàng không có các ngươi nhìn xem bên ngoài giấy khen chúng ta cao tam nhất ban là liên tục ba tháng nguyệt khảo thứ nhất các ngươi cho rằng như vậy thành tích là bạch chúng ta ban cần yên tĩnh học tập hoàn cảnh lý sướng đứng ở bang cửa lại về phía trước đến xem xét mổ ta nam sinh nói xem này không có việc gì nam sinh, lý sướng lời nói càng thêm khó nghe, các ngươi lại qua quấy rầy chúng ta ban học tập, cẩn thận ta và các ngươi không để yên. Lý sướng vốn chính là bất truyền thống đệ tử tốt. Hắn mấy ngày nay sớm bị này lục tục đến đồng học phiền không được, thế này mới nhịn không được đứng ở cửa phòng học, đến nhất ba đổi nhất ba. Cách đó không xa ninh lệ xem này cảnh tượng, trong lòng tràn đầy ấy nấy, ngượng ngùng nói là ta quấy rầy đại gia học tập. Trong ban đồng học lập tức phủ nhận nói, "Lệ tử, ngươi không cần nghĩ như vậy, muốn không phải là bởi vì ngươi, chúng ta ban căn bản không có như bây giờ học tập không khí. Ngươi là chúng ta ban ban bảo, chúng ta chẳng qua không đồng ý nhường này ngoại ban nhân đi lại hạt lắc lư." Nói xong lời này, người nọ xem Ninh Lệ trên mặt còn có chút ngượng ngùng, quay đầu nói, "Các ngươi thích Ninh Lệ sao?" "Thích." Trong ban đồng học lớn tiếng nói, các ngươi quá trận muốn hay không nhìn sông dài muốn xem cùng nhau xem cùng nhau xem chúng ta ban đại bảo bối muốn hay không giấu đi phải cao tam nhất ban nhân bản thân không khí liền siêu cấp bổng cũng không có bởi vì ninh lệ học tập mà ghen tị nàng cũng không có bởi vì sông dài điện ảnh sự tình mà có cái gì khác phản đối cảm xúc làm một cái nhận quá rất nhiều lần vườn trường bạo lực nhân nàng xem trong ban nhân chân thành ánh mắt, trong lòng hoàn toàn bị trong ban đồng học mà đã động. Tự hồ là cao tam nhất ban tập thể chống cự nổi lên tác dụng, mộ danh mà đến nhân càng ngày càng ít, mà cao tam nhất ban học tập không khí cũng càng ngày càng tốt. Vốn chưa bao giờ học tự học buổi tối ninh lệ, cũng sẽ mỗi tuần rút ra 3 ngày thời gian ở trường học, thừa lại 4 ngày thời gian ở nhà mã tự. Của ta tróc quỷ nhật ký 3, đã tiếp cận kết thúc, lập tức liền muốn thu bút kết thúc tháng 7 xuất bản thứ nhất bộ tiểu thuyết lấy được phi thường tốt thành tích, Hoàng Hà Nhà xuất bản rèn sắt khi còn nóng ở 11 cuối tháng xuất bản, của ta tróc quỷ nhật ký, thứ hai bộ, đồng dạng lấy được phi thường tốt thành tích. Ninh Lệ tính toán kế tiếp mấy bộ phân thời gian, cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể ở trường học học tự học buổi tối. Mắt thấy cách thi cao đẳng càng ngày càng gần, cao tam nhất ban đồng học phát hiện Ninh Lệ cũng bắt đầu tự học tối xuất hiện tại trong phòng học mặt cao tam đối với học sinh cùng lão sư mà nói, đều là phi thường ác liệt khiêu chiến. Giang hà trung học lão sư không chỉ có muốn soạn bài, còn muốn trừ thời gian xuất hiện tại bản thân phụ trách trong lớp mặt, phụ đạo xuất hiện vấn đề học sinh. Khả cao tam nhất ban học sinh luôn là có hỏi không xong vấn đề, làm cho rất nhiều người đợi không được lão sư trả lời vấn đề, cũng đã hạ tự học tối. Xem im lặng làm bài ninh lệ, trong đó một đệ tử nhịn không được gõ gõ ninh lệ cái bàn, ninh đồng học, Ta đây đạo đề không hiểu lắm, ngươi có thể giáo dạy ta sao? Nếu chậm trễ ngươi học tập, liền tính ta chờ một chút lão sư. Vốn đã ở lặp lại xem thứ ba lần bài kiểm tra Ninh Lệ lập tức lắc lắc đầu, ta không sao, ta buổi tối thời gian thật sung túc. Vị kia đồng học lập tức kinh hỉ nhìn về phía Ninh Lệ, kia cảm ơn ngươi. Chúng ta là cùng học, đây là ta phải làm. Ninh Lệ chậm rãi lộ ra cái mỉm cười, đem vị kia đồng học bài thi tiếp nhận đến đầu tiên là nhìn nhìn đề mục kế tiếp bắt đầu chậm rãi cấp đối phương giải đáp vị kia đồng học lăng lăng nghe xong ninh lệ giảng giải trong đầu cũng không đoạn hồi tưởng khởi vừa mới ninh lệ lộ ra đến mỉm cười ninh lệ cười rộ lên thật là đẹp mắt chẳng trách đinh diệp đạo diễn sẽ chọn nàng làm vai nữ chính đem ý nghĩ như vậy áp chế vị kia đồng học lại nỗ lực hồi tưởng một lần ninh lệ giảng giải nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ minh bạch đáp đề ý nghĩ vừa mới đắm chìm ở ninh lệ trong tươi cười nàng vậy mà không phát hiện ninh lệ đáp đề phương pháp tuy rằng cùng lão sư giống nhau nhưng là đáp đề ý nghĩ càng thông thuận càng dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ trải qua này đạo đề vị kia đồng học bắt đầu nhiều lần hỏi ninh lệ vấn đề ninh lệ bản thân liền không có chuyện gì tình mỗi ngày đi lại cũng chính là tổng kết tổng kết kế tiếp chương trình học dựa theo bản thân phù chú một tháng ôn tập một lần sở hữu khoa hiện thời có người hỏi nàng vấn đề nàng cũng không có cảm thấy phiền toái tự hồ là bởi vì đồng học vấn đề chiếm được giải đáp càng ngày rất nhiều đồng học đều bắt đầu hỏi ninh lệ vấn đề cao tam nhất ban đồng học gặp ninh lệ thời gian bị chiếm dụng càng ngày càng nhiều lo lắng đến đối phương thành tích bắt đầu ở một vấn đề hỏi qua sau tìm vấn đề đồng học giải đáp như vậy trực tiếp làm cho từng cái đồng học đều nỗ lực không ở đồng một vấn đề thượng phạm sai lầm cho dù phạm sai lầm cũng muốn nỗ lực có thể một lần liền triệt để sửa lại cái thứ nhất phát hiện cao tam nhất ban đồng học dị thường nhân là vật lý lão sư. Đêm ngày mai chương trình học an bày xong, vật lý lão sư đứng dậy, trực tiếp ở cao tam nhất ban đi rồi một vòng, lại phát hiện hỏi nàng vấn đề nhân đại biên độ giảm bớt. Nàng nhớ được thời gian trước còn có thể bị ngăn ở cao tam nhất ban, thậm chí chỉ có thể cấp cao tam nhị ban rút ra 20 phút thời gian, khả hôm nay làm sao lại như vậy ít người. Mang theo trong lòng nghi hoặc, vật lý lão sư rời khỏi cao tam nhất bang. Nàng cho rằng này chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, lại không nghĩ rằng mấy ngày kế tiếp cao tam nhất bang đều không có phía trước như vậy thường xuyên hỏi một chút đề. Vật lý lão sư cao mày, trực tiếp tìm được cao tam nhất bang chủ nhiệm lớp điền lão sư. Điền lão sư, ta phát hiện các ngươi bang học sinh gần nhất học tập nhiệt tình giảm xuống. Cao tam học kỳ trước lập tức liền muốn trôi qua, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng điền lão sư cao mày phía ta bên này cũng phát hiện các nàng lên lớp ở nghiêm cẩn nghe giảng bài sao ở giống như so với trước kia còn muốn nghiêm cẩn nhưng là ta ở thời điểm liền không có bất kỳ vấn đề các nàng phía trước mô phỏng cuốn rõ ràng có rất nhiều vấn đề tồn tại chẳng lẽ không hỏi điền lão sư cao mày nói thẳng ngươi trước đợi ta đi xem sẽ trở lại từng cái cao học sinh trung học khả năng đều đụng tới quá chủ nhiệm lớp đột nhiên ở phía sau cửa sổ xuất hiện bộ dáng bất quá cao tam nhất ban lại chưa từng có xuất hiện quá cảnh tượng như vậy điền lão sư luôn luôn đối trong ban học sinh thật yên tâm tự nhiên cũng sẽ không thể về phía sau cửa sổ nhìn trộm nhưng là hiện thời cao tam xuất hiện như vậy không quá bình thường hiện tượng nàng thế này mới quyết định từ phía sau nhìn xem trong ban tình huống lén lút đứng ở cửa sau địa phương điền lão sư nâng lên mũi chân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía còn tại thượng tự học khóa lớp nàng trước nhìn về phía vốn có chút làm ầm ĩ vài cái đồng học phát hiện vài người đang ở im lặng làm bài tập cũng không có gì dị thường tình huống điền lão sư hơi hơi yên tâm thế này mới ngẩng đầu nhìn hướng địa phương khác mới phát hiện trong bang có mấy cá nhân vậy mà không ở chỗ ngồi thượng điền lão sư điền lão sư cau mày trong lòng hoàn toàn không thể tin được đến cao tam giai đoạn các nàng cũng dám kiều khóa điền lão sư nhất chân tựa như hướng trong bang đi đến khóe mắt dư quan lại đột nhiên tảo đến vài người nàng hơi hơi sửng sốt hơi chút dựa vào sau vài bước dán cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại liền nhìn đến hai người tụ tập ở ninh lệ ở địa phương còn có một người đứng ở hứa tầng bên cạnh xem cái kia bộ dáng tựa hồ là đang hỏi vấn đề ninh lệ cùng hứa tần đều tọa ở phòng học dựa vào tường kia hai hàng trên chỗ ngồi cũng không rất dễ dàng bị sau cửa sổ nhìn đến điền lão sư áp chế trong lòng nghi hoặc bước nhanh hướng phòng học nàng mới vừa đi tiến phòng học liền nhìn đến đứng ở ninh lệ bên cạnh hai người sửng sốt điền lão sư trực tiếp đi đến hai người bên cạnh các ngươi đang hỏi vấn đề sao trong đó một cái đồng học gật gật đầu ta có sẽ không gặp lão sư không ở cũng muốn hỏi hỏi ninh lệ Điền lão sư cho đến khi đại gia không có sàng bậy, có chút hoảng loạn tâm đã sớm kiên định một nửa. Nàng gật gật đầu, không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi, ta quá đến xem. Điền lão sư cũng không có cảm thấy hỏi đồng học vấn đề không tốt. Chỉ cần xác định trong ban đồng học hảo hảo học tập, Điền lão sư cũng không để ý đồng học đi lại hỏi một chút đề. Bất quá hai cái đồng học hiển nhiên bởi vì chủ nhiệm lớp ở mà có chút khẩn trương, trù trừ suy nghĩ phải rời khỏi ninh lệ cũng không có thu được cái gì ảnh hưởng nàng nghe được lão sư nói nói tiếp tục cấp hai cái đồng học giảng giải kiếp trước ninh lệ làm nghiên cứu đoàn đội người phụ trách không chỉ có muốn chủ quản sở hữu nghiên cứu hạng mục khi tất yếu còn có cấp đoàn đội nhân tiến hành phân tích giảng giải tự nhiên không sợ như vậy bị nhìn chăm chú cảnh tượng nàng trật tự rõ ràng cấp vài người nói cho rõ ràng gặp hai người minh bạch sau mới nói các ngươi lại làm đụng đến giống nhau loại hình đề Hẳn là có thể đủ nhớ kỹ. Hai cái đồng học gật gật đầu, lập tức trở lại bản thân vị trí. Mà đứng ở một bên điền lão sư đã có chút kinh ngạc, Ninh Lệ vừa mới ý nghĩ cùng quá trình là ai giao đưa cho ngươi. Ninh Lệ nói, Cao trung lão sư. Nói xong, Ninh Lệ thế này mới nhớ tới, này ý nghĩ là kiếp trước lão sư dạy cho của nàng. Nàng kiếp trước bằng vào nổi trội xuất sắc thành tích trực tiếp thi được hoa quốc cốt nhất cao trung hơn nữa thượng là trường học trọng điểm ban. Trong ban lão sư đều là phi thường có địa vị lão sư, các loại giải đề ý nghĩ dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Ninh Lệ bổ sung thêm, lúc đó Đinh Diệp đạo diễn hỗ trợ thỉnh lão sư, hình như là đế đô, dạy ta rất nhiều này nọ. Điền lão sư gật gật đầu, đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở này đáp đề ý nghĩ mặt trên. Tình cảnh này ít đi qua, Điền lão sư tự hồ không có đối vấn đề sự tình phát biểu ý kiến, bất quá cũng xác định nhường đại gia không cần chiếm dụng rất nhiều thời gian. Trong ban ôn tập đâu vào đấy tiến hành. Trong nháy mắt, thời gian liền đến cuối tháng 12, sông dài bắt đầu ở các đại rạp chiếu phim chiếu phim. Này niên đại rạp chiếu phim còn không có đời sau 4D hiệu quả, càng không có sau cái gì siêu màn hình lớn. Tỉnh thành tốt nhất rạp chiếu phim cũng bất quá có cái màn ảnh nhỏ, toàn bộ chiếu phim thính chỉ có thể ngồi xuống 3-40 cá nhân. Nguyên đáng thời điểm, Giang Hà Trung học lệ thường nghỉ phép, khả cao tam nhất ban học sinh lại không hề rời đi. Các nàng toàn bộ tụ ở tại trong phòng học mặt, bắt đầu nghiêm cẩn ngồi lão sư lưu lại bài tập. Đợi đến cuối cùng một người triệt để đem bài tập làm xong, cao tam nhất ban đồng học lớn tiếng nói, đi. Xem phim đi. Vốn chưa bao giờ tham dự trường hợp này hứa tần cũng đứng ở trong ban, đi theo đồng học đi đến rạp chiếu phim. Ninh lệ xem trong ban nhân, càng có thể cảm nhận được trong ban mặt ấm áp. Mấy chục cái người tới ước định tốt rạp chiếu phim, trực tiếp đem tốt nhất một cái chiếu phim thính ngồi đầy, cho nhau nói chuyện. Đợi đến điện ảnh mau bắt đầu thời điểm, các học sinh triệt để an tĩnh lại, lặng lặng xem trước mắt hình ảnh. Kinh đô điện ảnh sản xuất háng phiến đầu sau khi đi qua, đầu tiên là xuất hiện Đinh Diệp Đạo diễn tên, ngay sau đó xuất hiện lĩnh hàm diễn viên chính, Ninh Lệ Bạc Mục. Hình ảnh dần dần truyền phát ngay từ đầu xuất hiện là một cái sạch sẽ giảng bài lão sư. Cái kia lão sư thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng là đang nhận được địa phương tôn kính, đúng là sức diễn xuống nông thôn diễn viên Bạc Mục. Theo Bạc Mục giảng bài nội nội dung kết thúc, bên ngoài truyền đến du dương hí kịch thanh âm, ở có chút hoang vu thôn trang càng đột ngột. Vài nam chính theo tiếng ca phương hướng đi đến một cái có chút cũ nát không phòng học, liền nhìn đến bị người ấu đã nữ chính. Cao tam nhất ban đồng học không viết đến ninh lệ xuất trướng hình ảnh dĩ nhiên là như vậy, trong mắt nhất thời thương đa nghi đau, lại chỉ có thể tiếp tục xem đi xuống. Kế tiếp kịch tình tự hồ cũng xác minh này điện ảnh tư tưởng chính là bi kịch. Điện ảnh rõ ràng muốn bày ra là sư sinh cảm tình. Vai nữ chính ở vai nam chính dưới sự trợ giúp, dần dần đối nam chính mở rộng cửa lòng, nói rất nhiều chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua sự tình, nam chính trong lòng đối nữ chính càng ngày càng thương tiếc, nhiều lần trợ giúp nữ chính tránh né đến người khác chỉ trích, cho nữ chính sinh ra tới nay tối yên tĩnh hoàn cảnh. Nhưng này chút ngày vui ngắn chẳng tầy gan, nữ chính cuối cùng bị người nói xấu, lại không ai tin tưởng nữ chính lý do thoái thác, thậm chí muốn đối nữ chính chọn dùng hình phạt riêng. Lúc này nam chính xuất hiện. Hắn cũng không biết sự tình chân tướng, nhưng là hắn tin tưởng nữ chính trong sạch, cũng tin tưởng nữ chính họa, khả hoàn cảnh như vậy người khác tuyệt đối không tin nữ chính trong sạch nam chính chỉ phải đem sai lầm ngăn ở bản thân trên người cuối cùng lưu cho nữ chính một cái phấn khởi phản kháng hình tượng cái kia niên đại nữ nhân nếu xuất hiện cùng người sàn bậy đồn đãi sớm muộn gì sẽ bị tươi sống bức tử nam chính vì giải cứu nữ chính gánh vác phần lớn nhắn lại ninh lệ ngồi ở rạp chiếu phim vị trí nhưng vẫn xem mặt trên bạc mục ninh lệ biết nàng hiện tại chỉ còn lại có một tuần kịch không có bá phóng xuất, mà cái khác đều là ở nàng sát thanh sau đánh ra đến. Nam chính tuy rằng có thể rời đi như vậy địa phương, khả hồ sơ mặt trên đã có một phong địa phương giấy viết thư, trực tiếp viết rõ bạch hắn rời đi nguyên nhân. Phần tử trí thức gia đình cha mẹ nam chính chịu không nổi nam chính xuất hiện vấn đề như vậy, trực tiếp đem nam chính đuổi ra gia môn, mà nam chính định tốt hôn sự cũng triệt để không có, ở trường học thanh danh cũng triệt để phế đi. Nam chính cuối cùng một thân một mình rời khỏi bản thân lớn lên thành thị, triệt để biến mất ở nhà ga chi chi chích chích đoàn người ở giữa. Như vậy hình ảnh tự hồ biểu hiện nam chính tương lai hội trở thành người thường bên trong nhất viên, cũng không có gì đặc thù, cũng sẽ không có nhân đối hắn tiến hành phê phán. Khả hình ảnh vừa chuyển, bị nam chính bảo xuống dưới nữ chính để lại khắc cốt hận ý, trực tiếp chết ở bị người trong thôn ý nghĩa điềm lành trên cây. Điện ảnh truyền phát hoàng, chiếu phim đại sảnh mặt nhưng vẫn là phi thường yên tĩnh trong ban đồng học vốn chính là chính thanh xuân niên kỷ nhìn đến như vậy điện ảnh trên mặt đều lộ ra bi thương đinh diệp đạo diễn tưởng biểu đạt ý nghĩa chính từ trước đến nay không khó đoán này bộ điện ảnh bên trong vai nam nữ chính là hoàn toàn tương phản hai nhân vật nam chính trên người tự hồ đại biểu cho nhiệt tình đại biểu cho hy vọng hắn vì nữ chính gánh vác lời đồn là muốn nhường nữ chính có thể kiên cường sống sót khả nữ chính sớm cũng đã bị hoàn cảnh như vậy bức suy sụp. Nếu không phải có của hắn ngắn ngủi duy hộ, nữ chính nói không chừng đã thành cùng mẫu thân đồng dạng nhân vật. Ninh Lệ cũng xem điện ảnh, thật lâu chưa có nói ra nói đến. Vài trăm dặm ngoại kinh đô, Đinh Diệp, Đinh Lan cùng bạc mục ngồi ở chiếu phim thính hàng trước, xem xong trận này điện ảnh thật lâu cũng không nói gì. Cho đến khi cuối cùng, Đinh Lan mới chậm rãi nói, này tiểu nha đầu quả thật không sai, của ngươi trình độ cũng tiến bộ. Đinh Diệp cười cười, ta vốn đã làm tốt lắm đem nữ chính màn ảnh sang hơn phân nửa chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn ra ngoài của ta dự kiến. Đinh Lan cũng gật gật đầu, hảo mầm, không mời nàng tham gia lần đầu lễ sao. Nghe nói như thế, bạc mục giúp Ninh Lệ giải thích nói, nàng hiện thời đã cao tam, chuẩn bị dựa vào Hoa Quốc Đại học, cho nên cự tuyệt lần đầu lễ mời. Ta xem cũng không phải phải, cũng không có cho nàng đi đến. Tuy rằng vai nữ chính vắng học lần đầu lễ không tốt, khả lo lắng đến đối phương đặc thù tình huống, bạc mục hoàn toàn cảm thấy có thể. Đinh Diệp tự nhiên cũng là biết chuyện này. Đinh Lan sau khi nghe được, lộ ra cái tán dương biểu cảm, ân, hoa quốc đại học hảo. Nàng đã không đồng ý diễn điện ảnh, sẽ không cần đi quấy rầy nàng. Đinh Diệp hiển nhiên không đồng ý buông tha cho tốt mầm. Hắn trương há mồm, thấy tỷ tỷ biểu cảm, cuối cùng lại nhắm lại miệng. Sông dài, truyền phát kết thúc, vai nam nữ chính đều ở trên mạng hỏa lên. Càng ngày càng nhiều bái thiếp thảo luận hai người, thậm chí trực tiếp có người ở thiên nhai trang giải trí khối phát thiếp, ta cảm thấy, sông dài, vai nam nữ chính có hy vọng được đến sang năm đầu năm hoa kim ảnh đế ảnh hậu, không tin đến đổ. Lầu chính nhân trực tiếp ở lầu chính nói, tháng sau hoa kim thưởng liền muốn công bố đề danh, sông dài, vừa vặn tốt ở tham tuyển thời kỳ nội. Này bộ điện ảnh lúc này đúng là nóng ánh kỳ, trên mạng thảo luận lượng, lượng rất nhiều, lại là hoa kim ảnh đế lực làm, hai vị người mới diễn viên càng là kỹ thuật diễn xuất sắc, tuyệt đối có thể ở hoa kim thưởng mặt trên được đến phi thường tốt thành tích. Bái thiếp phát ra đến, rất nhanh sẽ đưa tới bạn trên mạng lộ số. Người đùa giỡn cái gì? Hoa biểu thưởng khi nào thì đem giải thưởng ba người mới diễn viên sông dài, hai cái diễn viên chính thật rõ ràng còn có khuyết điểm, mà cái khác lừa đảo phần lớn chọn dùng là thành thục diễn viên, đoạt giải khả năng hoàn toàn so hai cái người mới phải lớn hơn. Người ở phía trên là nơi nào đến? Người trước đi xem hoa kim điện ảnh thưởng từ trước đoạt giải giả lại đến nói chuyện đi. Hoa biểu thưởng đã tổ chức 10 năm, trong đó đoạt giải giải thưởng 10 vị ảnh hậu bên trong, viên phỉ chính là thông qua thứ nhất bộ điện ảnh được đến ảnh hậu giải thưởng chớ nói chi là viên phỉ thứ nhất bộ điện ảnh chính là đinh diệp đạo diễn đạo diễn ta xem vai nữ chính có hy vọng được đến ảnh hậu vai nam chính liền huyền hoa kim người mới ảnh đế còn có một viên phỉ có thể tham khảo khả nam diễn viên phương diện hoàn toàn không có bất kỳ một tân nhân hắn vẫn là ngẫm lại tốt nhất người mới thưởng đi hẳn là chắc thắng cười tử ta một cái cao trung sinh cũng không biết xấu hổ theo ta gia nữ thần đối lập viên phỉ là loại người nào vật kia nhưng là tam đại ảnh hậu giải thưởng chủ các ngươi cũng không biết xấu hổ lấy đến cùng một tân nhân diễn viên so bái thiếp lý tranh cãi ầm ĩ phi thường kịch liệt bất quá ninh lệ hiện thực thế giới nhưng không có nhận đến ảnh hưởng đinh diệp cùng bạc mục lo lắng đến lần trước lời đồn mang đến ảnh hưởng có thể áp chế về ninh lệ tư nhân tin tức cũng không có làm cho người ta biết nàng ở đâu trường học thậm chí có thể nói dối người khác ninh lệ còn tại từ thành đến trường Cao tam nhất ban như trước đâu vào đấy học tập. Năm 2000 sơ, giáo dục bộ tuyên bố mới nhất thông tri, đem thi cao đẳng thời gian điều chỉnh đến tháng 6 phân. Tin tức này đối với một ít nhân là tin tức xấu, nhưng đối cho cao tam nhất ban học sinh mà nói, cũng là một cái tin tức tốt. Tháng 7 đúng là nóng bức thời điểm, tháng 6 ngược lại càng lợi cho các học sinh tham gia kiểm tra. Mà trải qua này nửa năm ôn tập, cao tam nhất ban học sinh hoàn toàn tin tưởng 10 phần. Trong nháy mắt, đã đến giờ tháng 6 phân. Điền lão sư đứng ở bàn giáo viên phía trước, xem thanh xuân niên thiếu các học sinh, mở miệng nói, thời gian quá nhanh, ta đã dạy các ngươi 3 năm. Ta đã mang qua vài giới cao tam học sinh, nhưng lần này quả thật ta khó nhất quá một lần. Điền lão sư xem trong ban mặt đồng học, đáy mắt có nước mắt lóe ra. Các ngươi là ta đã thấy tối hài hòa một lần, lẫn nhau cho nhau tiến bộ cho nhau học tập chưa bao giờ hội bỏ lại bất cứ cái gì một người. Mỗi một lần kiểm tra, trong ban từng cái đồng học đều có thể có rõ ràng tiến bộ. Điền lão sư chậm rãi nói xong, đem trong lòng sở hữu lời nói toàn bộ nói ra. Ninh lệ tọa ở chỗ ngồi thường, lần đầu tiên thiết thiết thật thật cảm nhận được lớp nhất thể cảm giác. Đợi đến cuối cùng thời điểm, Điền lão sư xem trước mặt các học sinh, kiên định nói, tất thắng. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể khảo ra phi thường tốt thành tích cao tam nhất ban học sinh cũng hô lớn một tiếng, tất thắng. Ngày thứ hai, thi cao đẳng đúng hẹn đi đến. Ninh Lệ cầm chuẩn bị tốt tiền giấy tiến vào trường thi. Trận đầu kiểm tra là toán học, mặt trên đề cũng không khó. Ninh Lệ một điểm một điểm đem giải đáp kết thúc, hơn nữa kiên trì mấy lần, mới triệt để yên lòng. Buổi chiều kiểm tra cũng không nang, Ninh Lệ cũng phi thường thoải mái đáp hoàng đề. Lúc tối, Ninh Lệ cũng không có về nhà, mà là trở lại phòng học gian hà trung học là học sinh ngoại trú cùng học sinh nội trú đều có trường học kiểm tra ngày đầu tiên dừng chân sinh sẽ đến đến phòng học ninh lệ tùy tiện chọn vị trí vừa mới ngồi xuống thạch điềm bỏ chạy đi qua lệ tử ta chỉ biết ngươi khẳng định ở trong này ngươi cuối cùng một đạo đề thế nào trả lời mau nói cho ta biết ninh lệ xem thạch điềm lắc lắc đầu ngươi đừng hỏi vẫn là xem thảo luận đề bất lợi cho ngày mai kiểm tra. Kiếp trước, Đinh Lệ rất ít tham dự đến lớp học sự tình, vẫn còn là nhớ được vài món phi thường khắc sâu sự tình. Nàng thi cao đẳng năm ấy, có người nhảy lầu tự sát. Người kia vốn là trong ban tiền vài tên. Nhưng là ngày đầu tiên kiểm tra kết thúc lại cùng vài cái trình độ gần đồng học đối đề, phát hiện bản thân đáp án hoàn toàn cùng người khác không giống với. Vốn cho rằng thảo rất khá nhân nhận đến kích thích, trực tiếp theo trên lầu nhảy xuống. Khả công bố sau khi đi ra, người kia toán học khảo tiếp cận mãn phân, rõ ràng là bọn họ ban lý thứ nhất. Khi vài đạo đề cũng không là hắn không đúng, mà là người khác sai lầm rồi. Nhưng là hắn đã vô pháp lại tỉnh lại. Ninh lệ nhớ được phi thường rõ ràng, tự nhiên cũng không hy vọng trong ban đồng học cũng bị chuyện như vậy ảnh hưởng. Vốn đang tưởng hỏi thạch điềm, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến ninh lệ không tha cự tuyệt ánh mắt, này mới chậm rãi gật gật đầu, Ta không hỏi, ngày mai kiểm tra trọng yếu. Khảo quá liền tính khảo qua, hỏi lại cũng sẽ không thể nhận đến ảnh hưởng. Ninh Lệ ân một tiếng, vừa muốn đứng lên đi lấy khác thư, liền đụng phải Thạch Điềm thủ. Thạch Điềm thuần thục viết tiếng Anh viết văn. Chờ nàng vừa mới viết xong tiếng Anh viết văn thời điểm, trong phòng học mặt đột nhiên nhớ tới giám thị lão sư thanh âm, còn có 5 phút đồng hồ nộp bài thi. Thạch Điềm bút một chút đột nhiên nhớ tới bản thân đáp đề tạp còn chưa có đồ hảo. Nàng nhất thời có chút kích động, lúng cuốn tay chân đi điền đồ tiếng Anh đáp đề tạp. Khả là bởi vì thời gian gấp gáp, tay nàng luôn luôn tại rung. Chờ nàng đồ đến 45 đề thời điểm, mới phát hiện bản thân vậy mà thiếu một cái. Nàng đem 45 đề đồ đến 44 đề mặt trên. Thạch Điềm mở to hai mắt, vội vàng đi phía trước mặt đi thăm dò xem nơi nào xuất hiện vấn đề nhưng là 5 phút đồng hồ thời gian vốn không nhiều lắm, chờ nàng kiểm tra hảo sau, đã chỉ còn lại có 2 phút. Cuối cùng, Thạch Điềm không có đồ hoàng đáp đề tạp. Xem không non nữa đáp đề tạp bị bắt đi, Thạch Điềm sắc mặt trắng bệt một mảnh, cuối cùng đau khóc thành tiếng. Ninh Lệ Mạnh thu tay, đem ánh mắt nhìn về phía có chút không chịu để tâm Thạch Điềm. Thạch Điềm chạm đến đến Ninh Lệ ánh mắt, như thế nào? Ninh Lệ nói, Thạch Điềm, tiếng anh bài thi hẳn là trước đồ tạp vẫn là trước sáng tác văn trước đồ tạp a thạch điềm cười ra tiếng đương nhiên là trước đồ tạp a lão sư nhưng là ngàn dặn vạn dặn muốn trước đồ tạp lệ tử ngươi khả đừng quên ninh lệ gật gật đầu ngươi cũng đừng quên yên tâm ta khẳng định sẽ không quên ta mỗi lần đều là trước đồ tạp nói như vậy hoàng thạch điềm cũng tọa ở chỗ ngồi thượng mở miệng nói ta muốn lưng từ đơn vạn nhất ngày mai kiểm tra có thể gặp phải thì tốt rồi. Ninh Lệ cầm trong tay bút, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thạch Điềm, trong đầu hiện lên vừa mới hình ảnh. Thạch Điềm tự nhiên nhớ được là trước đồ tạp, nhưng là đương thời tình huống lại dễ dàng quên. Nàng không có khả năng chạy đến trường thi đi lên nhắc nhở Thạch Điềm. Như vậy nghi ngờ luôn luôn liên tục đến tự học tối kết thúc, Ninh Lệ đột nhiên hỏi, Thạch Điềm, ngươi mấy hào trường thi? Ta 23 hào trường thi chúng ta ngay tại một chỗ, ta vừa mới còn đi nhìn nhìn. Lệ tử ngươi ở lầu 1, ta ở lầu 2. Ngày mai có thể cùng nhau về nhà. Ninh lệ gật gật đầu. Đợi đến ngày thứ hai khảo tiếng Anh thời điểm, Ninh lệ đứng ở trường thi ngoài cửa, nhìn nhìn trong tay đồng hồ điện tử, lại nhìn nhìn đang ở cửa kiểm tra thí sinh chứng minh thư kiện lão sư, mạnh xoay người hướng lầu 2 đi đến. Nàng bây giờ còn chưa đi đến nhập trường thi, Vừa khéo có thể tới cập lại nhắc nhở Thạch Điềm. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Thi cao đẳng chung kết thúc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 062 thi cao đẳng chung kết thúc Thạch Điềm thoạt nhìn tùy tiện. Trên thực tế đối thế này mới thi cao đẳng thành tích cực kỳ coi trọng. Trong nhà nàng điều kiện chẳng phải tốt lắm. Cha mẹ thậm chí còn có điểm trọng nam khinh nữ có thể làm cho nàng đọc được cao trung, toàn là vì thấy được hàng xóm đọc đại học mang đến ưu việt. Nghĩ đến nếu lần này phát huy không tốt, Thạch Điềm khả năng đối mặt nhân sinh chuyển biến, Minh Lệ chỉ cảm thấy bản thân không thể ngồi yên không để ý đến. Kiếp trước, nàng từ tiểu học đọc được tiến sĩ, ngay từ đầu chưa từng có cảm nhận được quá đồng học trong lúc đó nhiệt tình, sau này càng là trực tiếp phong bế học tập, không lại quản việc khác. Thạch Điềm là trong ban cái thứ nhất thật tình đãi của nàng nàng vừa mới chuyển học thời điểm, Thạch Điềm còn có thể cố ý nói cho nàng từng cái trong ba người có tên tự cùng các khoa khóa đại biểu. Nghĩ đến đây, Ninh Lệ bước nhanh chạy vài bước, rốt cục chạy tới 23 hào trường thi. Nàng đứng ở trường thi ngoại, vừa vặn phát hiện Thạch Điềm đang ở xếp hàng, muốn cấp lão sư bản thân căn cứ chính xác kiện. Mắt thấy lập tức liền muốn đến phiên Thạch Điềm, Ninh Lệ đi nhanh tiến lên, một phát bắt được Thạch Điềm thủ, ngọt ngào. Thạch Điềm sửng sốt, nhất thời lộ ra cái mỉm cười, lệ tử, ngươi có chuyện gì sao? Còn có không đến 20 phút liền muốn kiểm tra, ngươi đuổi mau trở về đi thôi. Ninh lệ xem Thạch Điềm, không có để ý lời của nàng, mà là lặp lại cường điệu nói, ngọt ngào, ngươi nhớ được đồ tiếng Anh đáp đề tạp. Đây là trọng yếu phi thường, ngươi không cần bởi vì trầm mê làm bài quên mất. Ngươi tối hôm qua 20 đạo đề liền điền thượng 20 đạo đề, tuyệt đối không nên lơi lỏng thạch điềm không nghĩ tới ninh lệ đi lại là vì nói lời này vừa muốn vui cười hai câu liền nhìn đến nàng phi thường trịnh trọng thần sắc cũng không khỏi gật gật đầu tốt ninh lệ lại nói ngươi nhớ được sao thạch điềm khẳng định nói tốt ta sẽ nhớ kỹ ninh lệ thấy nàng không có bất kỳ vui cười thành phần mới hơi hơi yên lòng xoay người hướng hàng hiên khẩu đi đến năm phút sau ninh lệ ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi yên lặng xem trước mắt tiếng anh đề đầu tiên là nhanh chóng phiên đến viết văn trang web, sau đó lại bắt đầu xem tiền 20 lựa chọn đề. Thi cao đẳng trước tiên phát cuốn, lão sư hội chỉ huy thí sinh nhóm viết tánh mạng cùng khảo hào, sau đó sẽ không lại nhường viết. Mà Ninh Lệ chẳng qua là lợi dụng này 5 phút đồng hồ nhìn một lần tiền 20 nói lớp chỗ trống đề, cũng đã đem sở hữu đáp án làm xuất ra. Đợi đến kiểm tra thanh âm vang lúc thức dậy, Ninh Lệ trực tiếp đem 20 nói lớp chỗ trống đề đáp án điền đi lên, hoàn toàn không có chút do dự. Vốn đứng ở ninh lệ bên cạnh giám thị lão sư nhìn đến nàng động tác cũng không khỏi sửng sốt. Hắn bản thân là cái tiếng Anh lão sư, hoàn toàn không nghĩ tới cái này học sinh vậy mà ở kiểm tra ngay từ đầu trực tiếp môn 20 đạo đề. Hắn đứng ở bên cạnh, vụng trộm ngắm đối phương bài thi liếc mắt một cái, không ngờ phát hiện trước năm đạo đề đều là hoàn toàn đúng. Đợi chút. Nhanh như vậy. Khi khác 15 đạo đề đâu. Giám thị lão sư muốn vụng trộn ngắm ninh lệ vài lần, nhưng là nghĩ đến kiểm tra tiền hội nghị, lại sợ ảnh hưởng đến đối phương kiểm tra, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng theo ninh lệ bên cạnh đi qua. Bất quá hắn rất nhanh sẽ trang mô tác dạng tiêu sái trở về, lại vụng trộn nhìn vài lần ninh lệ bài thi. Hắn nhìn đến khác vài đạo đề, đáp ứng cũng là đối. Giám thị lão sư này mới phát hiện, này học sinh dĩ nhiên là cái học bá. Xem như vậy đáp đề trình độ, chỉ sợ vẫn là có thể khảo trường học tiền mấy trình độ. Hắn đi năm mang quá lớp ra trong tỉnh bài danh tiền 10 học sinh, cũng không có này học sinh đáp đề nhanh như vậy chuẩn. Giám thị lão sư nhịn không được nhìn nhiều vài lần, mới phát hiện hắn có thể nhìn đến mỗi đạo đề đều là đúng. Giám thị thời gian vốn cũng có chút nhàm chán, hắn đi mấy bước, trực tiếp đi đến mục giảng thượng, bắt đầu xem trận này kiểm tra danh sách, trực tiếp tìm được đối phương trên chỗ ngồi, mặt trên rõ ràng là một cái tên, Ninh Lệ Ninh Lệ. Tên này giống như có chút quen thuộc. Giám thị lão sư suy tư một lát, mạnh mẽ nghĩ đến, này không phải là cái kia cao nhị học bá sao. Hắn là Giang Hà Trung học tiếng Anh lão sư, năm trước mang cao tam học sinh, trong tay học sinh thậm chí khảo thị thi cao đẳng trạng nguyên. Tới gần thi cao đẳng thời điểm, hắn đối Giang Hà Trung học phát sinh một việc đặc biệt khắc sâu. Giang Hà Trung học chuyển đến đây một cái học bá, trực tiếp làm đương thời cao tam mô phỏng đề được 700 đa phần, sau lúc đó cao tam mô phỏng khảo thứ 10 danh thành tích còn tốt hơn, mà một cái học sinh cũng có thể đủ ở cao tam bài thượng tiền 50 danh. Lúc đó, tiếng Anh tổ tổ trưởng đem hai người tiếng Anh bài thi sao chép xuất ra, bọn họ niên cấp tổ lão sư toàn bộ đều xem qua, đối vị kia tân đồng học phi thường kinh tháng. Nàng viết tiếng Anh viết văn phi thường thông thuận, hoàn toàn không giống như là một cái cao học sinh trung học viết hiện tại xem ra của nàng thành tích tự hồ rất tốt giám thị lão sư nghĩ như vậy lại tận lực không để cho mình quá mức chú ý ninh lệ sợ ảnh hưởng đến đối phương phát huy khả đợi đến nàng viết tiếng anh viết văn thời điểm giám thị lão sư vẫn là nhịn không được tiến lên vài bước chậm rãi theo bên cạnh nàng đi qua nhẹ nhàng mà nhìn thoáng qua nàng trên bàn bài thi nhanh chóng đảo qua viết văn tiền vài hàng như vậy vừa thấy giám thị lão sư lại sửng sốt vừa mới kia nói mấy câu cũng phi thường tốt mà bên kia thạch điềm im lặng làm đề đã sớm hoàn toàn quên mất vừa mới ninh lệ nhắc nhở chờ làm xong cuối cùng một cái đọc lý giải thời điểm thạch điềm cao hứng nhìn nhìn bài kiểm tra vừa định phải làm tiếng anh viết văn đầu đột nhiên nhớ tới ninh lệ nói qua lời nói ngọt ngào ngươi nhớ được đồ tiếng anh đáp đề tạp đây là trọng yếu phi thường ngươi không cần bởi vì trầm mê làm bài quên mất Người tối hôm qua 20 đạo đề liền điền thượng 20 đạo đề, tuyệt đối không nên lơi lỏng. Thạch Điềm sửng sốt, mạnh nhớ tới bản thân đã sớm quên đồ tạp. Nàng vội vã nhìn tiếng Anh đáp đề tạp, lại cũng không có tìm được, nhất thời trong lòng tràn đầy kích động. Nàng vội vàng lật xem qua lại xem, thậm chí đều đưa tới giám thị lão sư chú ý. Giám thị lão sư đi đến của hắn bên người, nói, đồng học sao như thế nào? Còn có 40 phút liền muốn nộp bài thi. Thạch Điềm mang theo khóc nước nở nói, lão sư, của ta đáp đề tạp không thấy, ta còn không đồ đáp đề tạp. Giám thị lão sư vội vàng nói, ngươi đừng khổ, không cần lo lắng, chúng ta còn có dự phòng. Nói xong, giám thị lão sư bước đi đến bục giảng bên cạnh, đem trong gói to mặt dự phòng đáp đề tạp lấy ra, trực tiếp đưa cho Thạch Điềm. Thạch Điềm lấy đến đáp đề tạp, buộc chặt tinh thần mới hơi hơi giảm bớt, bắt đầu hướng lên trên mặt đồ bản thân đáp án giám thị lão sư thế này mới không lưng xem xét, này mới phát hiện thạch điềm đáp đề tạp đánh rơi mặt sau đồng học đĩa phía dưới. Nàng cầm lấy kia trương đáp đề tạp, trực tiếp thả lại đến bàn giáo viên thượng. Trải qua sự tình vừa rồi, thạch điềm triệt để nhớ kỹ đáp đề tạp sự tình, đầu tiên là đem đáp đề tạp đồ hảo, lại lại kiểm tra rồi hai bên mới yên lòng, bắt đầu viết tiếng Anh viết văn. Cũng may còn có 30 phút thời gian, nàng cũng đủ viết ra nhất thiên đủ tiêu chuẩn tiếng Anh viết văn. Giang hà cao trung, khoảng cách thi cao đẳng cuối cùng nhất khoa kết thúc càng ngày càng gần, vài cái đi cùng kiểm tra lão sư đứng ở bên ngoài, xem lập tức liền muốn vang lên biểu, rốt cục thở ra một hơi. Một phút sau, kiểm tra kết thúc linh tiếng vang lên. Mọi người đều thở ra một hơi, thi cao đẳng đã xong. Nhị lễ loi năm 7 tháng trung tuần, thi cao đẳng triệt để kết thúc, giang hà trung học cao tam học sinh toàn bộ nghỉ phép, vốn khẩn trương trường học lại lâm vào bình tĩnh hiện tại thi cao đẳng chẳng phải được đến điểm sau kê khai tình nguyện mà là trước đánh giá phân lại kê khai tình nguyện kiểm tra kết thúc ngày thứ hai ninh lệ trực tiếp đi tới giang hà trung học điền lão sư sớm sẽ chờ ở tại cao tam nhất bang trong phòng học mặt nhìn thấy ninh lệ đi lại nàng lộ ra cái mỉm cười vẫn được sao toàn bộ cao tam nàng tối không lo lắng chính là ninh lệ kiểm tra thành tích từ ninh lệ chuyển tới giang hà trung học cộng tham gia quá gần 20 thứ mô phỏng kiểm tra, trong đó 10 lần đều là ước định tốt thí nghiệm, nàng tự mình giám thị. Này đó kiểm tra bên trong, vô luận nàng cùng lão sư ra cái dạng gì kiểm tra đề, hoặc là phát sinh dạng tình huống gì, ninh lệ đáp án đều phi thường ổn định, thậm chí chưa từng có ở phạm quá sai lầm đề mục thượng lại phạm sai lầm. Mà đồng dạng yêu cầu tham gia kiểm tra hứa tầng, đồng dạng đã ở ổn định tiến bộ, thậm chí cùng ninh lệ thành tích càng ngày càng tiếp cận, tâm tính cũng càng ngày càng tốt. Nếu không phải hai người tuổi này vượt qua quốc tế áo lâm thất khắc toán học thi đua mức cao nhất chế, các nàng càng có khả năng là bị trực tiếp bảo tống đến Hoa Quốc Đại học. Bất quá dựa theo hiện tại các nàng thành tích, muốn thi đậu Hoa Quốc Đại học, cũng đã là như đinh đóng cột sự tình. Hiện thời xem biểu cảm cùng thường ngày ninh lệ, điền lão sư trong lòng tất cả đều là tự hào, cầm trong tay đáp án đưa cho nàng, hứa tần cũng tới rồi, các ngươi có thể cùng nhau thảo luận một chút ninh lệ gật gật đầu tiếp nhận bài thi chỉ thấy hứa tần tọa ở chỗ ngồi mặt sau lẳng lặng xem trong tay kiểm tra đáp án nàng đi rồi hai bước ngồi ở hứa tầng phía trước vừa nhìn đáp án vừa nói ngươi chuẩn bị ghi danh cái nào chuyên nghiệp kiếp trước hứa tần lựa chọn y học chuyên nghiệp nhưng là nàng còn là có chút lo lắng đời này một người ý tưởng rất dễ dàng phát sinh biến hóa rồi hứa tần này tuổi nam hài tử càng dễ dàng bởi vì một ít ngoại lai tình huống mà thay đổi ý tưởng nàng sợ hứa tần không lại ghi danh y học chuyên nghiệp làm cho hà nghị lão sư mất đi rồi bản thân thích nhất đệ tử hứa tần cầm đáp án thủ một chút ngẩng đầu lên bình tĩnh xem ninh lệ một lát sau mới chậm rãi nói y học hệ ta nghĩ nghiên cứu trị liệu ung thư phương pháp ninh lệ sửng sốt phải không vì sao đột nhiên tưởng nghiên cứu này nàng hoàn toàn không nghĩ tới hứa tần thế nhưng như vậy đã sớm xác định bản thân muốn nghiên cứu mục tiêu. Ba tháng trước, Hà Nghị giáo sư công bố bản thân mới nhất nghiên cứu đặc hiệu dược, đã bắt đầu chính thức đầu nhập sử dụng. Này dược vật có thể rất lớn trình độ thượng trì hoãn nham tế bào khuếch tán, tác dụng phụ so trị bệnh bằng hóa chất muốn thấp rất nhiều, giá cũng có thể đủ bị phổ thông gia đình sở nhận. Ta Nãy nãy được ung thư, vừa vặn đuổi kịp này đặc hiệu dược tuyên bố. Ta ở bệnh viện bồi dường thời điểm, nhìn đến rất nhiều bệnh nhân vì vậy tin tức mừng đến phát khóc. Kế tiếp, hứa tần cũng không có nói nói, khả ninh lệ đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của hắn. Nàng rất hiểu biết loại cảm giác này. Năm đó, Hà Nghị giáo sư nghiên cứu ra đặc hiệu dược thời điểm, nàng vẫn là Hoa Quốc Đại học học sinh, đã từng chính mắt thấy rất nhiều bệnh nhân người nhà chạy đến Hoa Quốc Đại học cửa, tỏ vẻ cảm kích. Nàng ở bệnh viện thực tập thời điểm, xem qua vốn đã bởi vì kinh tế áp lực vô lực cho đến tiếp sau trị liệu người nhà nhóm cảm kích trên trời cũng nhìn đến quá vốn trải qua càng nhiều tàn khốc quá trình nhân rốt cục có thể càng bình thản trị liệu trên người tật bệnh năm đó nàng tự mình nhìn đến ca ca bởi vì ung thư mà đi thế thế này mới quyết định học tập y học của nàng mục đích chính là muốn nhìn đến càng ngày càng ít nhân bị như vậy tật bệnh mà tra tấn hiện thời nghe được hứa từng lời nói nên lệ trong lòng càng là minh bạch cuối cùng chỉ nói câu, cố lên. 063 trong lớp mặt lục tục có người đi lại, nhất nhất theo lão sư trong tay tiếp nhận đáp án. Ninh lệ lật xem đáp án động tác rất nhanh, rất nhanh sẽ đem mấy trương bài thi đáp án. Trong lòng tính toán một phen, Ninh lệ đã triệt để đem bản thân đáp án tính ra hảo. Nàng kỳ thực hoàn toàn không cần đánh giá phân. Đầu năm tự chủ chiêu sinh, trong ban vài cái đạt được quá cả nước giải thưởng mọi người tham gia quá, Nàng chiếm được phi thường tốt chiêu sinh điều kiện. Nàng chỉ cần khảo quá khoa chính quy phân số, có thể thành công tiến vào Hoa Quốc Đại học, mà Lý Sướng tuy rằng không có lấy được như vậy tốt thành tích, lại có thể hàng 50 phân trúng tuyển. Nếu là đặt ở thường ngày, như vậy hàng phân đối thiên khoa Lý Sướng còn có chút khó khăn, nhưng là hiện thời đã hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Ninh Lệ xem biểu cảm đều có chút thả lỏng trong ban đồng học, trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Nàng trước kia chưa từng có cùng trong ban đồng học như vậy hòa hợp quá, lúc này lại là thật tâm vì cao tam nhất ban đồng học cao hứng. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, trong ban mặt đồng học cũng đã làm ra cố gắng lớn nhất. Đem sở hữu đáp án đối hoàng, Ninh Lệ vừa mới muốn cầm trong tay đáp án thu hảo, đột nhiên đã bị nhân ôm lấy, khuôn mặt tức thì bị mạnh hôn một cái. Ninh Lệ thân thể cứng đờ. Nếu không phải là cảm nhận được phía sau truyền đến rõ ràng đến từ nữ tính mềm mại, Ninh Lệ khả năng liền muốn trực tiếp đánh người. Thạch Điềm theo phía sau gắt gao ôm lấy Ninh Lệ, trên mặt tràn đầy vui sướng, Lệ tử, ta rất thích ngươi, ta yêu ngươi. Người chung quanh nhìn đến Thạch Điềm động tác cùng nói, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ biểu cảm, mà đồng dạng chuẩn bị điền đánh giá phân bản hứa tầng cũng không khỏi nhìn về phía phía trước. Thạch Điềm không nhận thấy được cái khác chú ý, trực tiếp hô, may mắn ngươi nhiều lần nhắc nhở ta trước tiên điền tiếng anh đáp đề tạp bằng không ta thật sự đã quên ngày hôm qua kiểm tra thời điểm còn có nửa giờ nộp bài thi mới ta đột nhiên nghĩ đến của ngươi nói mới phát hiện bản thân đáp đề tạp còn chưa có điền mà vào lúc ấy của ta đáp đề tạp đã sớm điệu đến mặt sau đồng học trong khe hở nếu không phải là ngươi nhắc nhở ta ta căn bản nghĩ không ra còn có đáp đề tạp nói tới đây thạch điềm cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ nàng hoàn toàn không thể tin được bản thân nếu không có thi được đồ đáp đề tạp là cái gì hậu quả tiếng anh đáp đề tạp mặt trên điểm chiếm cứ tiếng anh kiểm tra hơn phân nửa phân giá trị trực tiếp quyết định thi cao đẳng kết quả nàng phía dưới còn có một đệ đệ cha mẹ càng thêm thiên vị đệ đệ rất ít đối nàng quan tâm nàng tuy rằng tùy tiện nhưng là lại rất quan tâm kiểm tra thành tích điền lão sư biết nhà nàng tình huống sau thậm chí đem trong ban học tập tốt lắm hai người an bày đến của nàng bên người, sợ nàng bởi vì nhảy ra tính cách chậm trễ học tập. Nàng có thể biết lão sư hảo ý, cũng rõ ràng trong nhà tình huống, luôn luôn đều muốn học tập nhìn xem rất nặng. Nếu nàng lần này kiểm tra không có thi được hảo đại học, cha mẹ thật khả năng sẽ không làm cho nàng đến trường. Nếu không phải là cách vách hàng xóm gia nữ hài thi được sư phạm học viện, hàng tháng đều có thể tránh rất nhiều tiền, Nàng cha mẹ hoàng đều không hay cung nàng đọc sách. Nghĩ đến đây, Thạch Điềm càng thêm ôm chặt Ninh Lệ, "Cảm ơn ngươi, bằng không ta hoàn toàn không biết ứng nên làm cái gì bây giờ." Ninh Lệ chậm rãi nắm giữ Thạch Điềm ôm lấy chính mình tay, ôn nhu nói, "Không có việc gì, liền là không có ta, ngươi còn có trong ban đồng học, còn có Điền lão sư." Ninh Lệ tin tưởng, trong ban đồng học sẽ không nhận nhìn đến Thạch Điềm bởi vì một lần sai lầm mà triệt để bị mất tương lai học nghiệp điền lão sư cũng sẽ không thể nhìn đến thạch điềm thành tích mà thờ ơ gian hà trung học hàng năm đều có một lần nữa học lại nhân nàng nhớ được kiếp trước internet thủ phủ đồng dạng học lại ba bốn thứ điền lão sư cũng sẽ vì nàng tranh thủ cơ hội mặc dù là như vậy thạch điềm trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ trong ban đồng học vốn nghe được thạch điềm lời nói rất là khiếp sợ kết quả ngay sau đó chợt nghe đến thạch điềm câu nói kế tiếp ngay cả bước lên phía trước hỏi biết được thạch điềm suýt nửa sai lầm sau khác các học sinh cũng cảm thấy nghĩ mà sợ thạch điềm gia đình hoàn cảnh chẳng phải bí mật trong nhà nàng điều kiện không kém nhưng là cha mẹ cũng rất là trọng nam khinh nữ hận không thể hiện tại khiến cho thạch điềm thôi học về nhà cảm nhận được chung quanh truyền đến quan tâm thạch điềm trong lòng tràn đầy cảm động liên tục cảm kích điền lão sư nghe lời này cũng nhẹ nhàng mà cổ vũ thạch điềm Cao tam nhất ban không khí luôn luôn phi thường tốt, mọi người đối hảo đáp án sau, lại tới khi nào kê khai tình nguyện sau, mới đều tự bốn phía rời đi. Tách ra phía trước, Ninh Lệ đem bản thân tọa kỳ điện thoại nói cho đại gia, trong lòng suy xét khi nào thì đi mua cái di động. Không có di động, nàng làm chẳng là cái thá gì thật thuận tiện. Khoảng cách kê khai tình nguyện còn có không đến 3 ngày thời gian, Ninh Lệ mấy ngày nay chẳng phải thật thanh nhàn. Của ta tróc quỷ nhật ký xuất bản đã tiến hành đến thứ 5 bộ, cơ bản bảo trì 3 tháng một quyển sách tốc độ, tác phẩm tiêu thụ cũng đã tiến vào phi thường ổn định khu gian, thậm chí còn có thể có vững bước dân lên hiệu quả. Quyển sách này tuy rằng tập, nhưng là từng cái bộ phận chuyện xưa đều là độc lập, thả không có bất kỳ cảm tình tuyến, cũng không ảnh hưởng tân độc giả đọc. Tuy rằng khả năng hội có một chút không rõ địa phương, nhưng là cơ bản không có gì vấn đề. Gần nhất, có công ty muốn mua, của ta tróc quỹ nhật ký Ảnh thị bản quyền Muốn khai phá thành điện ảnh Tiền trí trước tiên thông tri Ninh Lệ Nhưng này cùng người trong nhà thương lượng một chút Tiền trí biết Ninh Lệ là người vị thành niên Tự nhiên cảm thấy chuyện như vậy nàng vô pháp quyết định Nếu điện ảnh thành công đánh ra ảnh thị sản phẩm Người tiểu thuyết giá trị sẽ càng thêm đại trướng Hội có rất nhiều nhân nhận thức Tiền trí phi thường xem trọng của ta Tróc quỹ nhật ký quay chụp Ninh Lệ lặp lại nhìn mấy lần cuối cùng hồi phục nói, ta lại lo lắng lo lắng. Khi lần trước ký nhân sự tình, được đến đoán trước bên trong đáp án, tiền trí cũng không có gì bất mãn, ngược lại nhắc tới mặt khác một việc. Hắn thời gian trước hướng Ninh Lệ đưa ra ký nhân. Ninh Lệ trước mắt chỉ cùng nhà xuất bản có đang quyển sách thật thể ký ức. Mà lo lắng đến Ninh Lệ tương lai buôn bán giá trị, nhà xuất bản càng muốn cùng nàng ký kết cá nhân hiệp ước. Bất quá tiền trí cũng lo lắng đến, của ta rất quỷ nhật ký, lượng tiêu thụ có thể cấp Ninh Lệ làm ra rất lớn nhượng bộ. Mấy ngày nay, Ninh Lệ luôn luôn tại lo lắng chuyện này. Cuối cùng suy tư một lát, Ninh Lệ hồi phục nói, ta đồng ý theo các ngươi ký ước, nhưng là chỉ có thể ký ước thật thể xuất bản đại lý, hơn nữa mỗi lần có tác dụng trong thời gian hạn định là 5 năm. Hiện thời internet vừa mới quật khởi, còn không có phát triển đến tối phồn vinh thời điểm. Hiện thời thật thể xuất bản là phi thường nóng, nhưng là cái khác bản quyền rất nhanh cũng sẽ nóng lên. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, tương lai đài truyền hình mặt trên rất nhiều ảnh coi là phẩm đều là cải biên từ nhỏ nói. Nàng cũng không muốn để cho bản thân cố định ở một chỗ. Nhưng là nàng cũng không muốn làm ra giống những người khác như vậy ngay từ đầu sau khi đồng ý đến vi ước sự nghiệp, chỉ có thể đem sở hữu tình huống toàn bộ nói rõ ràng. Tiền trí nhìn đến ninh lệ hồi phục hơi ngừng lại, trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng hắn tự nhiên tưởng cùng ninh lệ ký kết vĩnh cửu toàn bản quyền ước định nhưng là cũng biết này chẳng phải hiện thực bây giờ còn có rất nhiều nhà xuất bản vẫn là một quyển sách một quyển sách ký ước hắn đưa ra ký nhân đều sợ ninh lệ sẽ không đồng ý ninh lệ tuy rằng là cái người vị thành niên nhưng là hắn lại hoàn toàn không dám nhìn khinh đối phương phía trước cái kia y học luận chiến nhường ninh lệ thiên nhai tài khoản ở thiên nhai hỏa tốc nổi danh mà hơn một năm nay tiểu thuyết liên tiếp, hắn dám nói toàn bộ thiên nhai đều biết đến lệ tử tồn tại, gần nửa mọi người xem qua này bản tiểu thuyết. Suy xét đến cuối cùng, tiền trí hồi phục nói, tốt, ta đi định ra hợp đồng, đến lúc đó ngươi xem qua sau, chúng ta lại chính thức ký ức. Ân. Ừ. Đem chuyện này thu phục, Ninh Lệ vừa muốn đứng dậy uống nước, chợt nghe đến tọa kỳ vang lên thanh âm. Bất quá Ninh Lệ cũng không có để ý ari sinh ý càng ngày càng tốt một năm này đã mở mấy nhà chi nhánh tương đối cho phía trước điện thoại đều là tìm đến của nàng hiện thời trong nhà điện thoại cơ bản đều là tìm cha mẹ bất quá ngay tại ninh lệ chuẩn bị nên làm cái gì thì làm cái đó thời điểm ngoài cửa truyền đến mẫu thân thanh âm nhị bảo nhi ngươi đồng học tìm ngươi nói xong tống phương hoa đã đứng ở cửa phòng khẩu hạ giọng nói cái kia tiểu cô nương giống như khóc ngươi mau nhìn xem sao lại thế này bốn ninh lệ một chút, nghi hoặc nhìn về phía mẫu thân. Tống phương hoa thấp giọng nói, nàng nói nàng họ thạch. Ninh lệ lập tức nhíu mày, bước nhanh đi đến tọa kia bên cạnh, đem phóng ở một bên điện thoại cầm lấy, quy, thạch điềm. Lệ tử. Đầu kia điện thoại truyền đến thạch điềm vừa kéo trừ thanh âm. Ninh lệ nghe được thạch điềm lời nói, có chút sốt ruột, lập tức hỏi, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? ngươi trước nói với ta xảy ra chuyện gì? Thạch Điềm đè nén xuống trong cổ họng mặt tiếng khóc, thế này mới mở miệng nói, ba ta không đồng ý ta đọc sách, các nàng cho ta tìm phân trang phục hán công tác, làm cho ta ngày mai liền đi qua làm công. Ta thím nói với các nàng, nữ nhi tương lai đọc xong thư tâm liền lớn, sớm muộn gì muốn chạy xa. Ta như vậy tính cách tuyệt đối hội chạy càng xa hơn, đưa ta đọc sách cũng là lãng phí tiền, không bằng toàn đứng lên cấp con trai mua phòng nói nơi này thạch điềm rốt cuộc nhịn không được càng là trực tiếp khóc lên nàng hôm nay vốn phi thường cao hứng nói cho trong nhà nàng chuẩn bị ghi danh kinh đô trường học nhưng là nàng còn chưa kịp nói ra miệng chợt nghe đến cha mẹ để cho mình đi trang phục hán làm công các nàng còn nói có thể cung bản thân đến bây giờ đã hết lòng hết làm cho ta hiện tại liền đi ra ngoài công tác bên kia bao ăn bao ở cho nên bọn họ yêu cầu hàng tháng tiền lương toàn bộ cho bọn hắn bọn họ giúp ta cầm. Ninh lệ nghe thạch điềm lời nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng vừa muốn nói gì, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến ô tô minh địch thanh âm. Như vậy thanh âm. Thạch điềm rõ ràng không ở nhà lý. Nghĩ đến thạch điềm tỳ khí, Ninh lệ trực tiếp hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở trên đường, ta tìm một buồn điện thoại trốn tránh, sau đó liền nghĩ tới ngươi cấp điện thoại của ta. Thạch Điềm chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới. Cha mẹ nói lời như vậy sau, nàng trực tiếp cự tuyệt, cầu xin cha mẹ để cho mình đọc sách. Một năm qua, nàng hận không thể mỗi ngày không ngủ được, e sợ cho thành tích bị trong ban đồng học bỏ lại, mỗi ngày đều ở dụng công đọc sách. Nàng thậm chí cũng phát huy ra tốt lắm thành tích, nhưng là hiện tại cha mẹ căn bản không đồng ý nàng đọc sách. Nàng hoàn toàn không biết bản thân ứng nên làm cái gì bây giờ nếu không phải trên người còn có cao tam khi điện thoại tạp cùng ninh lệ điện thoại nàng căn bản không biết ứng nên làm cái gì bây giờ ninh lệ vừa nghe lập tức nói ngươi nói với ta địa chỉ ta đi tiếp ngươi ngươi hiện tại không cần chạy loạn thạch điềm trùng trùng gật gật đầu điểm hoàng đầu nàng mới nhớ tới bản thân vừa mới không nói gì ta liền ở tân hoa phố bên này buồn điện thoại phía trước có da vàng thắng điếm ninh lệ lại dặn thạch điềm không nên động sau đó trực tiếp cầm lấy này nọ nói bản thân muốn đi tiếp đồng học tống phương hoa luôn luôn đứng ở bên cạnh thấy nữ nhi động tác trực tiếp hỏi nàng như thế nào không ra cái gì đại sự đi ninh lệ lắc lắc đầu mẹ ta liền đi tiếp nàng theo ta ở vài ngày chờ trở về lại cùng ngươi nói tống phương hoa gật gật đầu không chờ ninh lệ rời đi còn nói thêm nhị bảo nhi ngươi nhường ba ngươi đi xe đạp đưa ngươi đi thôi thời gian nhanh chút. Ninh Lệ nghĩ nghĩ, đồng dạng gật gật đầu. Tống Phương Hoa lập tức đem luôn luôn tại phòng bếp nấu cơm trượng phu kéo ra đến, người đi đưa nhị Bảo Nhi, nàng tưởng tiếp cái đồng học. Ninh Kiến Quốc lập tức gật gật đầu, tốt. Một năm này, cửa hàng quần áo sinh ý tốt lắm, liền ngay cả trang phục hán cũng đã tìm được thật thích hợp đồng bọn. Ninh Kiến Quốc cùng Tống Phương Hoa vì lui tới thuận tiện, cấp trong nhà mua tam chiếc xe đạp, trong đó hai cái đều là rất sớm kỳ cái loại này nhị bác xe ô tô, một cái là nhường ninh lỗi qua lại đến trường dùng. Ninh lỗi gần nhất cũng học tập tốt lắm, đã thành công lấy đến sơ trung tốt nghiệp chứng, tiếp qua không lâu có thể đủ chính thức tiến vào cao trung học tập. Tự mình xem trượng phu cùng nữ nhi xuất môn, Tống Phương Hoa mới hơi hơi yên tâm nhị. Nghĩ vậy vài ngày nhị bảo nhi đồng học khả năng trụ ở nhà, Tống Phương Hoa lập tức đi vào phòng bếp, nhìn nhìn trong phòng bếp mặt gì đó nàng tức thời cầm lấy bóp tiền hướng ra phía ngoài đi đến đồng học mấy ngày nay ở nhà lời nói nàng phải làm chút ăn ngon ninh lệ không biết mẫu thân đã ở vì thạch điềm đã đến chuẩn bị nàng nói cho phụ thân địa chỉ phụ thân trực tiếp đem nàng đưa đến tân hoa phố nhìn đến tránh ở buồng điện thoại thạch điềm ninh lệ tức thời đi mau hai bước trực tiếp mở ra buồng điện thoại môn nàng chỉ thấy thạch điềm tựa hồ còn mặc trong nhà dép lê trên người thậm chí chỉ có một việc phi thường đạm bạc áo ngủ. Xem Thạch Điềm bộ dáng, Ninh Lệ trong mắt hiện lên đau lòng, vội vàng đem kéo đến, "Đừng khóc, trước theo ta về nhà." Thạch Điềm ôm chặt lấy Ninh Lệ, vẫn là nhịn không được khóc lớn lên. Ninh Lệ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Thạch Điềm phía sau lưng, biết nàng hiện tại khẳng định thật ủy khuất. Thạch Điềm thật thích bản thân đệ đệ, thậm chí còn nói quá tương lai về sau muốn dẫn đệ đệ cùng đi ngoạn nhưng là hiện tại cha mẹ bởi vì đệ đệ không muốn để cho nàng đến trường một năm qua nàng tận mắt thấy thạch điềm vì lần này kiểm tra cỡ nào nỗ lực lại không nghĩ rằng vậy mà là như vậy kết quả đợi đến thạch điềm trở lại bình thường ninh lệ mới nói ta mang ngươi đi đổi thân quần áo thạch điềm lắc lắc đầu không cần ta còn là về nhà đi tuy rằng nói như vậy nhưng là thạch điềm còn là có chút câu nệ dùng sức dùng sức nắm trên người áo ngủ Nàng bởi vì cùng cha mẹ cãi nhau, cái gì cũng chưa lấy trực tiếp chạy xuất ra. Nếu không phải là vốn liền tính toán cấp Ninh Lệ gọi điện thoại hỏi tình nguyện vấn đề, nàng hiện tại hoàn toàn không đường có thể đi. Không quay về, người đã trưởng thành. Ninh Lệ rõ ràng nhớ được, Thạch Điềm năm nay mùa hè vừa mới qua 18 tuổi sinh nhật. Nhưng là Thạch Điềm còn là có chút do dự. Nàng chẳng phải do dự muốn hay không đi trang phục hán làm công mà là sợ bản thân ở bên ngoài hoàn toàn cũng không pháp cuộc sống ninh lệ vừa thấy tìm đến thạch điềm đang nghĩ cái gì nàng mở miệng hỏi nói ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể tự cấp tự túc sao thạch điềm có chút do dự không biết đáp án là cái dạng gì ninh lệ tiếp tục nói nếu ngươi ngày mai phải đi cái kia trang phục hán làm công hàng tháng tiền lương đủ ngươi ăn uống sao đủ đi vậy ngươi có muốn hay không đi đâu thạch điềm lập tức lắc lắc đầu ta nghĩ đến trường hiện tại khoảng cách khai giảng còn có hai tháng thế giới ngươi cảm thấy có thể hay không toàn đủ học phí hẳn là có thể đi thạch điềm do dự một lát cuối cùng gật gật đầu khi cha mẹ ngươi không nhường ngươi đọc sách ngươi liền bản thân cung bản thân đọc sách các nàng nếu không nhường ngươi đọc sách ngươi chẳng lẽ liền thật sự không đọc sách sao ngươi không phải là muốn học ngoại ngữ sao Thạch Điềm xem Ninh Lệ tín nhiệm nàng biểu cảm, cuối cùng gật gật đầu. Nhưng là ta cái gì vậy cũng chưa cầm. Ninh Lệ nghĩ nghĩ, đột nhiên nắm Thạch Điềm thủ. Bất đồng hình ảnh ở trong đầu hiện lên. Ninh Lệ trực tiếp thấy được tương lai về sau cảnh tượng. Thạch Điềm cũng không có đến trường, đi trang phục hán làm công, nhưng là nàng đau khổ cầu xin cha mẹ làm cho nàng nhập học đồng thời làm tạm nghỉ học thủ tục bởi vì thạch điềm nói tương lai về sau chờ đem đệ đệ cung ra đến chính mình lại đọc sách ninh lệ xem trong đầu cảnh tượng sắc mặt càng ngày càng khó coi hình ảnh triệt để sau khi chấm dứt ninh lệ lại nhìn về phía thạch điềm bình tĩnh nói ngươi trước về nhà đi cùng cha mẹ ngươi nói ngươi muốn đi trang phục hán thạch điềm mở to hai mắt hoàn toàn không nghĩ tới ninh lệ sẽ như vậy nói ninh lệ nhẹ nhàng mà đè thạch điềm tiếp tục nói ngươi vụng trộn đem thi cao đẳng báo danh gì đó thu thập xong, nhớ được mang theo chứng minh thư, cái khác cái gì đều hệ ngược lại không muốn dẫn, sau đó kiếm cớ xuất ra. Này! Ngươi cảm thấy ngươi trở về, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý cho ngươi đến trường. Nghe được Ninh Lệ lời nói, Thạch Điềm lắc lắc đầu, các nàng sẽ không đồng ý. Vừa rồi nàng đều cho bọn hắn quỳ xuống đến, thậm chí còn nói bản thân sẽ đi làm kim chức nhưng là các nàng vẫn là cảm thấy tự bản thân dạng là ở lãng phí thời gian. Ngươi nếu tưởng đến trường, phải đi đem sở hữu tương quan giấy chứng nhận lấy ra. Cuối cùng, Thạch Điềm gật gật đầu. Ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi, ngươi nếu sượng mặt, theo cửa sổ đánh cho ta cái tiếp đón, ta đi tìm lão sư giúp ngươi. Thạch Điềm gật gật đầu, cuối cùng hướng trong nhà phương hướng đi đến. Ninh Lệ chờ ở dưới lầu, mắt nhìn thời gian một phần một giây đi qua ngay tại nàng suy xét muốn hay không đi tìm lão sư thời điểm thạch điềm khóc vọt tới ninh lệ trước mặt các nàng kém chút không nhường ta đi ra ngoài nói ta muốn là vụn trộm can khác sẽ không nhận thức ta đây cái nữ nhi ninh lệ cầm thạch điềm thủ biết chuyện này chỉ có thể chính nàng để cho mình đi ra chờ thạch điềm bình tĩnh trở lại ninh lệ đem thạch điềm đưa phụ thân trước mặt phụ thân ngươi đi trước đi chúng ta hai người chậm rãi đi trở về là tốt rồi ninh kiến quốc kỵ xe đạp cũng không có cách nào mang hai người hắn gật gật đầu trực tiếp theo trong túi xuất ra một ít tiền nhét vào ninh lệ trong tay ngươi mang theo đồng học ăn chút ăn ngon ninh lệ không có lấy bóp tiền tự nhiên cũng không có mang tiền nàng nắm tay bên trong tiền sau đó gật gật đầu ninh kiến quốc đi rồi ninh lệ đi theo thạch điềm chậm rãi đi tới thạch điềm ngay từ đầu không nói gì sau này mới chậm rãi đem trong lòng ủy khuất nói ra nàng hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy nàng cha mẹ rõ ràng đã đồng ý nàng đọc sách vì sao lại sẽ ở thím nói nói vậy sau liền đổi ý nàng làm sao có thể mặc kệ đệ đệ nhưng là nghĩ đến đệ đệ cam chịu động tác thạch điềm chỉ cảm thấy thấu xương rét lạnh nàng cảm giác các nàng mới là người một nhà mà bản thân chẳng qua là cái ngoại nhân ninh lệ nghe lời của nàng biết nàng hiện ở trong lòng không dễ chịu hai người đi đến ninh lệ trong nhà thời điểm đã qua gần một giờ thạch điềm xem cách đó không xa trường học nỗ lực để cho mình lộ ra cái tươi cười nhà ngươi cách trường học hảo gần ninh lệ gật gật đầu thời gian này ngươi sẽ ngủ ở nhà của ta đi nơi này cách trường học gần như vậy đi trường học cũng thuận tiện một điểm thạch điềm gật gật đầu ta một lát đi cấp cha mẹ gọi cuộc điện thoại Nói ta gần nhất không quay về. Ninh Lệ Ân một tiếng, yên tâm đi, không có việc gì. Nàng trong trí nhớ, Thạch Điềm cha mẹ hay là muốn cái thể diện nhân, tuyệt đối sẽ không đem bản thân đem nữ nhi bức ra gia môn phô trương đi ra ngoài, chỉ sợ hội chờ chính nàng cùng đường trở về. Lời như vậy, liền cho Thạch Điềm chuẩn bị thời gian. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63. 63. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 06 năm Thạch Điềm tự nhiên cũng rõ ràng cha mẹ tính cách. Nhưng chỉ có bởi vì cái dạng này, nàng lại càng thêm thất vọng đau khổ. Nghĩ đến bản thân về sau lộ, Thạch Điềm hoàn toàn không biết ứng nên làm cái gì bây giờ, nhưng là lại cũng không do dự trở về. Nàng cùng các học sinh cùng nhau giao tranh một năm, vì có thể thưởng thích trường học. Như là không có ninh lệ ở, nàng khả năng hội bởi vì không có chỗ ở mà cùng đường trở về nhưng là hiện tại nàng tin tưởng bản thân có thể ở một tuần thời gian nội tìm được thích hợp công tác thật sự không được nàng có thể mỗi ngày làm hai phân công tác nhất định có thể toàn đến học phí nghĩ như vậy thạch điềm luôn luôn dẫn theo tâm mới hơi hơi buông đến ninh lệ xem thạch điềm dần dần khôi phục đến phía trước bộ dáng trong lòng mới hơi hơi yên lòng hai người trở về trong nhà mặt thời điểm Tống Phương Hoa đã mua xong món ăn trở về, đang ở phòng bếp thu thập này nọ. Các nàng hiện tại tuy rằng vội vàng cửa hàng quần áo sự tình, nhưng là mỗi ngày vẫn là sẽ về gia nấu cơm. Kiếm tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng là làm bạn hai cái hài tử cùng hai cái lão nhân mới càng thêm trọng yếu. Các nàng sẽ không bởi vì kiếm tiền mà chậm trễ bọn nhỏ trọng yếu trưởng thành giai đoạn. Nhìn đến nữ nhi trở về, Tống Phương Hoa lập tức đi ra khỏi phòng, vội vàng lau thủ, ngươi chính là thạch điềm đi ta vậy mà nghe nhị bảo nhi nói lên ngươi thế này mới nhiều ở vài ngày nói tới đây tống phương hoa xem ninh lệ nói nhị bảo nhi ngươi mang theo đồng học đi chơi ta cùng ngươi ba nấu cơm lập tức liền làm tốt thạch điềm xem tống phương hoa hiền lành tươi cười trong lòng duy nhất lo lắng cũng chậm chậm biến mất vội vàng cảm kích nói cám ơn a di cho ngài thêm phiền toái không có việc gì nhị bảo nhi rất buồn ngươi có thể đi lại cùng nàng chúng ta đều thật cao hứng nói như vậy tống phương hoa tiếp đón ninh kiến quốc cấp hai cái hài tử bưng lên vừa mới tẩy tốt hoa quả cùng quả khô ninh lệ lôi kéo thạch điềm đi đến phòng ở trung mới lén lút nói ngươi yên tâm đi ba mẹ ta không để ý ngươi liền an an yên lặng ở nơi này thạch điềm cảm kích cực gật đầu trong lòng càng cảm kích ninh lệ nếu không phải nàng nàng thật sự không biết ứng nên làm cái gì bây giờ Thạch Điềm thành công ở Ninh Gia ở xuống dưới. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn giúp Ninh Phụ Ninh Mẫu làm việc, lại tam bị đánh gãy. Ninh Lệ biết trong lòng nàng mặt ngượng ngùng, thường xuyên cùng nàng nói giỡn. Hôm nay, Ninh Lệ ngồi ở máy tính trước mặt, đem mỗi ngày tất phát bản thảo phát biểu sau, mới mở ra cùng tiền trí tán gẫu ghi lại. Lần trước, hai người nói tới ảnh thị bản quyền vấn đề. Ninh Lệ mấy ngày nay luôn luôn suy xét chuyện này, Cuối cùng cấp ra hồi phục là, ta đồng ý bán ra ảnh thị bản quyền, nhưng là ta cần cụ thể yêu cầu đối phương mấy điểm. Điểm thứ nhất, bọn họ phải ở 5 năm nội hoàn thành quay chụp, 5 năm đến kỳ ảnh thị bản quyền đến kỳ. Điểm thứ hai, thế này mới bản quyền chỉ có thể là phim truyền hình bản quyền o trong đó nhất chuyện xưa điện ảnh bản quyền, ta không đồng ý toàn bộ bán. Ninh Lệ chẳng phải phi thường coi trọng tiền tài nhân. Nàng vài ngày khảo sát đối phương công ty mấy năm nay ảnh coi là phẩm biết đối phương đồng dạng là làm tinh phẩm tác phẩm nhưng là khó bảo toàn đối phương không phải là ở độn hóa nếu nàng đem quyển sách này ảnh thị bản quyền bán nhưng là đối phương thủy chung áp ở trong tay như vậy còn không bằng không bán tiền trí không nghĩ tới ninh lệ lại có thể đưa ra như vậy chuyên nghiệp tính yêu cầu hắn suy tư một lát lập tức nói ta cùng bọn họ thương lượng một chút ninh lệ gật gật đầu thạch điềm xem trong tay danh đợi đến ninh lệ bận hết nàng lại quay đầu nhìn về phía ninh lệ người ở viết tiểu thuyết sao tuyệt quá a à. ninh lệ gật gật đầu chẳng qua là có chút hứng thú người thích ngoại ngữ lời nói tương lai ở trường học cũng có thể làm tương quan công tác có thể làm cái gì thạch điềm tuy rằng thích ngoại ngữ nhưng là rốt cuộc bởi vì gia đình hoàn cảnh chỉ tại trường học tiếp xúc quá đến lúc đó người có thể ở trường học làm ngoại ngữ giác còn có thể ở bên ngoài làm, thậm chí có thể làm một ít phiên dịch công tác. Ninh Lệ nhớ được kiếp trước này học ngoại ngữ đồng học, rất nhiều còn không có tốt nghiệp cũng đã có thể ở bên ngoài can ra nhất định thành tựu. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, đương thời Hoa Quốc thủ phủ xây dựng internet vương quốc phía trước cũng là làm phiên dịch công tác, thậm chí trực tiếp ở địa phương phi thường có danh tiếng. Thạch Điềm nghe Ninh Lệ lời nói, ánh mắt nháy mắt trợn to, trong mắt mặt tràn đầy hứng thú. Nàng chưa từng có nghĩ đến còn có thể như vậy. Ninh Lệ tiếp tục nói, lời như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, cũng không cần đi làm một ít trường rà lao động chân tay. Ninh Lệ chẳng phải ở Dỗ Thạch Điềm, mà là ở Thật Tình đề nghị. Nếu Thạch Điềm hiện tại đi làm công, cũng chỉ có thể làm một ít trường rà mà trầm trọng công tác. Nhưng hôm nay học ngoại ngữ nhân còn không phải rất nhiều, ngoại ngữ nhân tài hiện thời chính thức kỳ thiếu thời điểm, Thạch Điềm nếu có thể nỗ lực hoàn toàn có thể chỉ bằng mượn bản thân chuyên nghiệp có thể làm ra một phen thành tích nghe đến đó thạch điềm càng kích động càng là dụng công xem khởi ninh lệ đặt ở phòng ở bên trong ngoại tịch thư mục dĩ hảo nhiều nguyên bản ngoại văn tiểu thuyết này đó tư liệu là ta ở các hiệu sách đào thấy rất khá liền mua đã trở lại ngươi có thể nhìn xem thời gian trôi thật nhanh lập tức liền đến kê khai tình nguyện thời điểm trải qua lặp lại đánh giá phân Thạch Điềm xác định bản thân phải báo khảo hoa quốc ngoại ngữ học viện tiếng Anh chuyên nghiệp, mà Ninh Lệ cũng xác định bản thân phải báo khảo hoa quốc đại học phát thanh chủ trì chuyên nghiệp. Nàng lúc đó chẳng qua là vì tránh né y học chuyên nghiệp, mà tùy tiện tuyển một cái bản thân cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại, nàng là thật cảm thấy phát thanh chủ trì là có dùng là. Nàng luôn luôn tại suy xét chính mình cái này năng lực là có ích lợi gì, nàng quyết định đi khởi đầu thứ thuộc về tự mình, đến mức cụ thể làm, còn muốn chờ quá vài năm. Kê khai tình nguyện ngày đó, cao tam nhất ban học sinh đúng hẹn tới Giang Hà Trung học. Lục tục xem các học sinh điền thượng tình nguyện, điền lão sư hơi hơi yên lòng, nhưng là ánh mắt ở chạm đến đến thạch điềm thời điểm, lại hơi ngừng lại. Nghĩ đến mấy ngày trước tiếp đến điện thoại, điền lão sư sắc mặt có chút trầm trọng. Đợi đến thạch điềm điền hảo tình nguyện, đem tình nguyện bản giao đến bản thân trước mặt, Điền lão sư rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Thạch Điềm, ngươi theo ta đi lại một chuyến. Thạch Điềm nghi hoặc xem lão sư, đột nhiên nghĩ đến cha mẹ bên kia, không khỏi có chút kích động. Có ninh lệ khuyên giải, nàng hiện tại cũng không sợ kinh tế vấn đề, càng sợ là cha mẹ tìm được trường học. Đem Thạch Điềm đưa văn phòng, Điền lão sư châm trước một lát, mở miệng hỏi nói, ta nghe cha mẹ ngươi, ngươi gần nhất đều không có ở nhà. Thạch Điềm gật gật đầu ngươi gần nhất đang ở nơi nào? Thạch Điềm cắn môi không nói gì. Nàng không dám nói cho người khác biết bản thân đang ở nơi nào. Nàng hiện tại ăn đều là ninh lệ trong nhà, trên người quần áo thậm chí đều là ninh phụ ninh mẫu theo bản thân trong tiệm lấy, lại thế nào không biết xấu hổ để cho người khác đến phiền toái bọn họ. Điền lão sư lý giải thạch điềm ý tưởng, cũng không có tiếp tục hỏi, mà là mở miệng nói, cha mẹ ngươi nói với ta, làm cho ta không muốn cho ngươi kê khai tình nguyện thạch điềm mạnh trương mắt to cha mẹ ngươi nói muốn cho ngươi làm công nhưng là ngươi chạy lão sư ta nghĩ thạch điềm lời còn chưa nói hết điền lão sư liền nhẹ nhàng mà cầm tay nàng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nhường trong ban đồng học bị như vậy lý do trở ngại đến trường điền lão sư cũng không có nói ra cái khác nói ngày đó thạch điềm cha mẹ chẳng phải chỉ cần nói này vài câu các nàng mỗi câu đều rời không được con trai của tự mình, vô luận nói cái gì đều là muốn nhường thạch điềm không làm thất vọng các nàng nuôi nấng, còn khắp nơi nói hiện tại dưỡng con trai thế nào nang. Sợ thạch điềm cha mẹ đi lại quấy rầy thạch điềm, nàng thậm chí đem kê khai tình nguyện sự kiện thôi sau một ngày. Ta sẽ đem trường học bên này xem trọng, điền lão sư tiếp tục nói, ngươi hảo hảo cùng đợi thi cao đẳng trúng tuyển. Đợi đến trúng tuyển kết thúc, ngươi xem có thể hay không thông qua gia gia nãi nãi hoặc là lão lão ông ngoại nói một câu, nhưng cha mẹ ngươi đồng ý ngươi đi đến trường. Điền lão sư biết Thạch Điềm cha mẹ vấn đề, nhưng là lại cũng vô pháp nhường Thạch Điềm không quan tâm, nhưng là nàng cũng làm không được nhường Thạch Điềm vô điều kiện bao dung cha mẹ bất công. Bất quá các nàng nếu thật sự không đồng ý, ngươi nói cho lão sư, lão sư sẽ giúp ngươi. Thạch Điềm gật gật đầu, nước mắt chậm rãi lưu lại, cảm ơn lão sư. Ta hiện tại ở tại đồng học trong nhà, nàng cha mẹ đều tốt lắm. Ta quá trận phải đi làm công, toàn học phí, nhất định có thể đi trường học. Điền lão sư thở dài một hơi, cuối cùng nói, nếu quả có khó khăn, nhớ được nói với ta, lão sư có thể giúp ngươi. Thạch Điềm gật gật đầu, thế này mới xoay người rời đi. Nàng vốn đáy lòng còn có một chút hy vọng, nhưng là hiện tại nghe được cha mẹ vậy mà đánh cấp lão sư, Thạch Điềm đã hoàn toàn không có bất cứ cái gì về nhà ý tưởng. Nhìn đến Thạch Điềm bị kêu đi ra ngoài, Ninh Lệ Nhất đoán liền biết khả năng chuyện đã xảy ra. Đợi đến Thạch Điềm trở về, nàng chậm rãi cầm Thạch Điềm thủ. Học sinh lục tục rời đi, Điền Lão Sư đứng ở trên hành lang, xem Thạch Điềm cùng Ninh Lệ đi cùng một chỗ. Đi ra giáo môn sau, hai người trực tiếp hướng Ninh Lệ ra cái kia phương hướng đi đến. Ninh Lệ gia là các nàng lúc đó cùng nhau xem, khoảng cách trường học phi thường gần. Điền lão sư biết Thạch Điềm đi theo ai ở cùng nhau, cũng liền triệt để yên lòng. Nàng lo lắng Thạch Điềm ở tại kia gia không an toàn. Đem tình nguyện sự tình thu phục, Thạch Điềm suy tư một lát, rốt cục nói đến, lệ tử, ta nghĩ đi ra ngoài tìm cái bao ăn ở công tác, như vậy sẽ không cần ở nơi này phiền toái a di. Ninh lệ cao mày, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta đi trước tìm xem xem. Hạt hồ nháo, ninh lệ hoàn toàn không đồng ý nghĩ đến mấy ngày trước đây mẫu thân nói được có cái người ngoại quốc muốn ở bọn họ nơi này nhập hàng ninh lệ đột nhiên nói ngươi đi theo ba mẹ ta bọn họ đi làm cửa hàng quần áo đi ta nhường ba mẹ ta cho ngươi dựa theo bình thường viên công phát tiền lương một năm này nội cửa hàng quần áo sinh ý làm được rất là không sai luôn luôn tại không ngừng khuếch chiêu trung cha mẹ trước đó vài ngày nói được người ngoại quốc chẳng phải âu bên mỹ mà là Rusia tới gần Hoa quốc địa phương. Bởi vì Hoa quốc quần áo giá trị chế tạo tương đối tiện nghi, lại cùng Hoa quốc kề bên, cho nên như vậy rất nhiều người đến đến nơi đây nhập hàng. Ninh Lệ chỗ thị trấn vừa khéo là tương đối gần tỉnh, có thể có rất nhiều lượng nhập hàng, coi như là có thể lý giải. Bất quá Ninh Lệ từ trước đến nay nhường cha mẹ làm tinh phẩm sinh ý, không cần ham ít lợi. Cho nên ở được đến ngoại quốc đơn đặt hàng trước tiên, ninh phụ ninh mẫu liền cùng ninh lệ thương lượng đứng lên ninh lệ xem qua sau cảm thấy hoàn toàn có thể nhận bất quá muốn giảm bất đồng nhất khoản đại lượng nhập hàng hơn nữa muốn vi đề cao thụ giới không thể để cho này trở thành ngoại quốc giá rẻ hóa ninh phụ ninh mẫu lập tức đem kết quả nói cho bên kia không nghĩ tới bên kia vậy mà đồng ý hơn nữa tuyệt đối cùng ari ký kết trường kỳ hiệp nghị bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 64 64 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 066 đã cần cùng nước ngoài hợp tác, như vậy liền cần chuyên nghiệp tiếng Anh nhân tài. Tống Phương Hoa cùng Ninh Kiến Quốc chuẩn bị cam kết cái đại học lão sư kim chức làm hợp đồng, mà Ninh Lệ nghĩ đến Thạch Điềm tình huống, lại đột nhiên có cái chủ ý, Thạch Điềm, ngươi theo ta cha mẹ đi nghiên cứu hợp đồng đi. Thạch Điềm vừa nghe, vội vàng lắc đầu, ta khả làm không đến, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Thạch Điềm biết Ninh Lệ là hảo tâm, nhưng là nàng thật sự lo lắng sẽ cho Ninh Gia gặp phải phiền toái. Không có việc gì, phụ mẫu ta không hiểu tiếng Anh, cái gì đều không quá hiểu được, nhưng là còn có một chút vụn vặt công tác cần làm, ngươi có thể thử xem. Ninh Lệ tiếp tục nói, nếu không thích hợp lời nói, đến lúc đó còn có thể làm khác. Cửa hàng quần áo bản thân luôn luôn bị vây thiếu người trạng thái, Ngươi nếu tình nguyện từ bên ngoài đi trụ, ta muốn mất hứng." Ninh Lệ ngữ khí tuy rằng xem như là đùa, nhưng là biểu cảm lại rất nghiêm túc. Thạch Điềm xem Ninh Lệ, cuối cùng gật gật đầu, "Nếu không thích hợp, ta liền đi làm khác. Cảm ơn ngươi." Thạch Điềm biết đây là Ninh Lệ lo lắng chính mình. Ninh Lệ cười nói không có việc gì, trong lòng nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Hợp đồng tuy rằng cần tiếng Anh bản, thế nhưng là là Trung Anh song phiên bản hơn nữa lấy tiếng trung bản ý tứ làm chủ. Đối phương nếu thật sự muốn hợp tác, tuyệt đối sẽ không ở tiếng Anh bản thượng làm vấn đề. Hơn nữa sở hữu phương hướng đều là từ tự bản thân biên chủ đạo, hợp đồng nguyên kiện cũng sẽ thỉnh mấy vị chuyên nghiệp nhân sĩ xem một chút, hẳn là không sẽ xuất hiện cái gì bại lộ. Thạch gia trọng nam kinh nữ, nhưng là thạch điềm cũng không có bị dưỡng ra khúng đúng bộ dáng. Tương phản, nàng phi thường giỏi về khổ trung mua vui, đem rất nhiều chuyện nhìn rất thoáng, nhận định một việc có thể hợp lại đem hết toàn lực đi nỗ lực, những người khác căn bản ảnh hưởng không đến nàng. Lúc đó, Điền lão sư cũng là lo lắng Thạch Điềm sinh động tính cách sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng là lại không nghĩ rằng Thạch Điềm bản thân cũng mang theo một cổ bướng bỉnh sức lực. Nghĩ đến cha mẹ cho rằng làm công mới là có lợi, còn làm cho nàng vì đệ đệ mà sống, Thạch Điềm càng là cắn một ngụm nha. Theo ngày thứ hai khởi nàng liền đi theo ninh gia nhân bắt đầu hoạt động hơn nữa thỉnh thoảng thỉnh giáo ninh gia thỉnh cái kia đại học giáo sư cái kia đại học giáo sư là tỉnh đánh tiếng anh giáo sư bình thường thường xuyên tiếp một ít phiên dịch công tác nhìn thấy thạch điềm như vậy dụng công thân là lão sư nàng cũng không có cảm thấy phiền toái mà là thường xuyên chỉ đạo nàng thạch điềm không nghĩ tới còn có thể được đến chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo càng là nỗ lực trừ bỏ ăn cơm ngủ sự tình nàng cơ bản mỗi ngày đều đang nghiên cứu tiếng anh xem các loại tiếng anh tư liệu thậm chí trừ thời gian đi tỉnh đại thư viện mượn thư ninh lệ gặp thạch điềm khôi phục đến trước kia mà bộ dáng trong lòng cũng hơi hơi yên tâm điền hoàng tình nguyện sau sở hữu cao tam thí sinh đều đang chờ thi cao đẳng thành tích công bố ninh lệ cùng thạch điềm cũng không có nhiều hơn chú ý thậm chí bởi vì dư thừa cuộc sống quên mất công bố thành tích sự tình bởi vì có lão sư trợ giúp thạch điềm có thể thuận lợi theo tỉnh đại mượn đến tương quan tư liệu mà ninh lệ cũng đi theo nhìn vài lần hôm nay ninh lệ cùng thạch điềm theo bên trong trường học xuất ra chuẩn bị về nhà đi ngang qua giang hà trung học thời điểm thạch điềm đột nhiên nói lệ tử lệ tử a a a a lệ tử ninh lệ hơi hơi sửng sốt như thế nào thạch điềm xem một cái ninh lệ vội vàng vỗ vỗ ninh lệ thủ chỉ dốc lòng cầu học giáo phụ cận song sắt can. Ninh lệ theo thạch điềm ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến trường học phụ cận lộ vẽ một cái màu đỏ biểu ngữ, mặt trên màu đen tự thể phi thường dễ thấy. Nhiệt liệt chúc mừng Giang Hà Trung học Ninh lệ đồng học thi cao đẳng lấy được 721 phân, trở thành năm 2000 tỉnh thi cao đẳng trạng nguyên. Biểu ngữ còn chưa có triệt để quải hảo, bên cạnh còn có người ở làm cuối cùng cố định, hiển nhiên là vừa vặn biết đến thành tích sau làm được biểu ngữ. Thạch Điềm xem bản thân ngồi cùng bàn tên ở biểu ngữ mặt trên, thậm chí so ninh lệ bản nhân còn muốn kích động, một phen ôm ninh lệ, lệ tử, ngươi quá tuyệt vời. Ninh lệ cũng chậm chậm lộ ra cái mỉm cười, trong lòng có chút vui sướng. Đêm qua, Giang Hà Trung học cao tam lão sư sớm sẽ chờ ở tại trường học. Buổi tối rạng sáng thời điểm, giáo dục trang web đổi mới, mở ra thi cao đẳng thành tích tuần tra, mà trường học cũng có thể lấy đến bản thân trường học thành tích danh sách ở được đến thi cao đẳng trạng nguyên ở bản thân trường học, Giang Hà Trung học sáng sớm liền phái người đem biểu ngữ làm xuất ra. Biểu ngữ chẳng những bắt tại trường học phụ cận, thậm chí quải đến cái khác địa phương. đợi đến hai người về nhà thời điểm, Minh Gia Nhân hiển nhiên cũng đã biết đến rồi nữ nhi thi cao đẳng thành tích, trên mặt tràn đầy vui sướng. đang nhìn đến nữ nhi trong nháy mắt, Tống Phương Hoa ôm chặt lấy nữ nhi, nhị bảo nhi, ngươi quá tuyệt vời. Tống Phương Hoa hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi vậy mà có thể khảo ra như vậy thành tích. Tống lão lão tống lão da hốc mắt cũng phi thường ướt ác, xem ngoại tôn nữ nhi nước mắt dừng không được rơi xuống. Các nàng luôn luôn lo lắng nhị bảo nhi hội ngộ đến vấn đề, nhưng là hiện thời nhìn đến nhị bảo nhi cũng không ra diễn, cảm thấy chính là hiện tại đã chết cũng không có gì tiếc nuối. Nữ nhi con rể đều đối nhị bảo nhi tốt lắm, chưa từng có ủy khuất quá hắn. Tương lai có một ngày, nhị bảo nhi đã biết chân tướng, hẳn là cũng sẽ không thể khổ sở. Thạch Điềm xem ninh gia nhân như vậy vì ninh lệ cao hứng bộ dáng, cũng không khỏi rơi xuống nước mắt, lại vụn trộm lao. Nàng cũng thật tình vì ninh lệ cao hứng, nhưng là nghĩ đến bản thân cha mẹ bộ dáng, lại nhịn không được trong lòng chua xót. Ninh lệ đồng cha mẹ nói vài câu, trực tiếp lôi kéo Thạch Điềm trở lại trong phòng mặt. Chúng ta đều đã quên hôm nay ra thành tích, người mau tra tra bản thân thành tích trường học cấp là buổi chiều đi trường học xem xét thành tích, nhưng là học sinh bình thường có thể bản thân tra liền bản thân nhìn. Xem ninh lệ mở ra tuần tra trang web, thạch điềm có chút khẩn trương, nhịn không được nắm tay, ta. Không có việc gì, ninh lệ nói, ngươi chỉ cần phát huy bình thường, khẳng định có thể thi được lý tưởng trường học. Một năm này, thạch điềm thành tích luôn luôn tại thập phần ổn định tiến bộ. Ninh lệ tin tưởng nàng khẳng định có thể khảo ra muốn thành tích. Xem ninh lệ cổ vũ ánh mắt, thạch điềm đưa vào tài khoản mật mã. Hình ảnh khiêu chuyển thời điểm, thạch điềm chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám mở to mắt xem. Ninh lệ xem màn hình máy tính, cũng không có nói nói, mà là cùng đợi thạch điềm bản thân mở to mắt. Ánh mắt chậm rãi mở, thạch điềm dè dặt cẩn trọng nhìn về phía màn hình, ánh mắt nháy mắt trợn to, ta khảo 660 phân. a à, à, ta khảo 660 phân. Năm trước Hoa quốc tiếng nước ngoài học viện chỉ cần 630 phân có thể trúng tuyển, nàng hiện tại khảo 660 phân, khẳng định cũng có thể đủ thành công trúng tuyển. Thạch Điềm cao hứng tay múa chân nhảy. Ninh Lệ cũng vì nàng cao hứng. Ngay tại hai người kích động thời điểm, phòng ngủ bên ngoài điện thoại vang lên, Ninh Lệ nghe được mẫu thân hô, "Nhị Bảo Nhi, xin đẹp điện thoại." Ninh Lệ ừ một tiếng, bước nhanh đi đến đầu kia điện thoại. Nàng vừa tiếp gọi điện thoại chợt nghe đến đối diện truyền đến Lý Mỹ Lệ kích động thanh âm, lệ tử, ta khảo 600 đa phần, khẳng định có thể thượng trang phục học viện. Một năm này, Lý Mỹ Lệ đem ninh lệ viết trọng điểm toàn bộ lưng quá, lặp lại ôn tập. Nàng có tân vấn đề còn có thể nhường hàng tháng đi một chuyến tỉnh thành tỷ tỉ tỷ giúp bản thân hỏi ninh lệ, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ gọi điện thoại, thành tích cũng luôn luôn tại ổn định tiến bộ. Ninh lệ nghe được nàng ức chế không được cao hứng, trong lòng cũng phi thường vui vẻ biết được mọi người đều lấy được hảo thành tích ninh lệ cũng phi thường cao hứng thành tích sau khi đi ra rất nhanh trúng tuyển kết quả cũng xuất ra thạch điềm cùng lý mỹ lệ thi được bản thân thích trường học mà ninh lệ cũng thành công bị hoa quốc đại học phát thanh chủ trì chuyên nghiệp trúng tuyển ngay tại ninh lệ chờ trúng tuyển thông tri thư thời điểm ninh lệ đột nhiên nhìn đến thứ nhất tin tức quay bô lập tức liền muốn nội trắc Ninh Lệ lặp lại nhìn mấy lần này tin tức, phát hiện bản thân quả thật không có nhìn lầm. Nàng nhớ được kiếp trước Uy Bộ rất nhiều năm sau mới chính thức xây dựng, hiện thời muốn trước tiên vẻn vẹn nhiều năm như vậy. Ninh Lệ trong lòng kinh ngạc, luôn mãi xem xét tin tức, mới xác định Uy Bộ quả thật lập tức muốn lên tuyến, hơn nữa ngay tại vài ngày sau. Nghĩ đến bản thân hiện thời đã mấy chục vạn phan thiên nhai tài khoản, Ninh Lệ lại nghĩ đến tương lai về sau càng thêm nổi danh Uy Ninh Lệ dứt khoát quyết định trước tiên đăng ký Weibo. Đợi đến Weibo chính thức nội trắc ngày đó, Ninh Lệ nhanh chóng đăng ký một cái tài khoản, trực tiếp đem tên đặt thành tên của bản thân, Ninh Lệ. Hiện thời Weibo còn không giống đời sau như vậy đặt tên phi thường nang, nàng phi thường thoải mái liền dùng tên của bản thân tiến hành đăng ký. Bất quá, Ninh Lệ cũng không có ở thiên nhai thuyết minh này là của chính mình Weibo tài khoản. Này tài khoản, nàng là vì tương lai sự tình làm chuẩn bị, còn không có tính toán công bố đi ra ngoài, mà thạch điềm nhìn đến ninh lệ mấy ngày nay luôn luôn tại nghiên cứu như vậy một người tên là quỳ bồ gì đó, không khỏi hỏi lệ tử, này này nọ có ích lợi gì sao? này này nọ là hiện tại phi thường hỏa xã giao trang web, có rất nhiều minh tinh gia nhập, còn có thể cho nhau chú ý, phát biểu động thái, đó không phải là không gian sao? chúng ta hiện tại còn có a Thạch Điềm không quá hiểu được lệ tử vì sao đối này này nọ cảm thấy hứng thú, rõ ràng mấy thứ này không gian đều có. Này cùng không gian không giống với, đây là đối mặt sở hữu quay bầu người sử dụng. Chỉ cần bọn họ chú ý ngươi, bọn họ đều có thể nhìn đến ngươi tin tức, hiện thời đã có rất nhiều nổi danh minh tinh điện ảnh gia nhập đi vào. Mọi người, vạn nhất có người mắng làm sao bây giờ? Ngươi có thể che chắn hắn. Ninh Lệ lại lại cấp thạch điềm nói giảng quay bộ đặc điểm. Quay bộ có thể ở tương lai thay thế được không gian cùng cái khác xã giao phần mềm, trở thành hoa quốc lớn nhất xã giao trang web, quả thật phi thường phù hợp xã giao nhu cầu. Thạch điềm nghe Ninh Lệ sở giảng gì đó, đã hoàn toàn bị Ninh Lệ điều động khởi cảm xúc, tức thời liền đăng ký một cái tài khoản. Ta đây có phải là tưởng phát cái gì đều được. Cảm giác này mặc hướng mọi người thực thật, thật lợi hại, ta đây là không phải có thể tìm tiếng Anh kim chức. Thạch Điềm đột nhiên nói. Ninh lệ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vậy mà nghĩ tới xa như vậy. Kiếp trước, quầy bộ quả thật có rất nhiều nhân tuyên bố trên mạng kim chức, thậm chí có rất nhiều bàn tay to đều có thể ở quầy bộ thượng nguyệt nhập ngàn vạn. Không có chờ Ninh lệ hồi phục, Thạch Điềm còn nói thêm, ta có phải là còn có thể chia sẻ của ta tiếng Anh tri thức, cùng người khác cùng nhau tham thảo. Qua, wow. Tuyệt quá! Nói xong. Thạch Điềm chính là bắt đầu ở phía trên mân mê đứng lên. Ninh Lệ xem Thạch Điềm động tác, lại nhìn nhìn nàng phát biểu gì đó, càng là cảm thấy Thạch Điềm đầu xoay chuyển thực mau. Bất quá nghĩ đến nhà mình cửa hàng quần áo, Ninh Lệ lại đăng ký một cái tài khoản, trực tiếp lấy tên vì Ari, hơn nữa giao cho mẫu thân quản lý. Vốn Tống Phương Hoa là cự tuyệt, nàng hiện thời đã gần 40 tuổi, hoàn toàn làm không hiểu trên mạng vài thứ kia, cùng không rõ ràng nữ nhi theo như lời Uy Bộ mở rộng. Bất quá, cảm giác được nữ nhi nghiêm cẩn, Tống Phương Hoa vẫn là nghiêm cẩn học tập, vậy mà cũng biết phát biểu Uy Bộ. Nàng thậm chí dựa theo nữ nhi theo như lời, bắt đầu phát ra từ mình cửa hàng quần áo người mẫu ảnh chụp cùng thật thể ảnh chụp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65. 65 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. 067 nghỉ hè thời gian rất nhanh đi qua, đợi đến tháng 9 khai giảng thời điểm, Thạch Điềm cùng Tống Phương Hoa Uy Bộ cũng đã có mấy trăm cái hoang dại phan. Tuy rằng cũng không tính nhiều, nhưng là hai người còn là phi thường cao hứng. Mà Ninh Lệ cũng không có chuyên môn kinh doanh bản thân Uy Bộ, mà là lại đăng ký cái thiên nhai tài khoản liên hệ Uy Bộ, đặt tên vì Lệ Tử. Ninh Lệ trực tiếp ở lần nào đó đổi mới tiểu thuyết thời điểm cho thấy bản thân Uy Bộ là lệ tử, vào lúc ban đêm Uy Bộ thượng liền hơn mấy ngàn danh Phan. Mà hiện tại ninh lệ Uy Bộ Phan đã tiếp cận mấy vạn, như vậy số lượng ở vừa mới nội Trắc Sina Uy Bộ còn là phi thường không sai. Thạch Điềm đem bản thân muốn bắt gì đó thu thập xong, chắc gao nắm bản thân trúng tuyển thông tri thư. Nhìn đến như trước ở cho các nàng thu thập này nọ tống phương hoa, Thạch Điềm trong lòng tràn đầy cảm động, luôn mãi cảm kích ninh gia nhân nếu không phải là ninh gia nhân chiếu cố nàng hoàn toàn không thể tin được bản thân có thể bình thường nhập học nhìn đến thạch điềm còn là như thế này ninh lệ nhíu nhíu mày mày ngươi còn như vậy ta muốn tức giận xem ninh lệ nghiêm cẩn biểu cảm thạch điềm thế này mới nhắm lại miệng thạch điềm cùng ninh lệ sở thượng đại học đều là kinh đô mua cùng một ngày vé xe chuẩn bị đi kinh đô mà ninh gia nhân cũng khó nghĩ vài ngày người một nhà cùng ninh lệ đi đến kinh đô người một nhà làm buổi tối xe lửa, ngày thứ hai sáng sớm rốt cục chạy tới Kinh Đô Tây đứng. Xem người đến người đi nhà ga, Tống Phương Hoa ngược lại có chút xa xúc, lộ xa như vậy, nhị bảo nhi tương lai về nhà không có phương tiện. Nghĩ đến đứa nhỏ an toàn, Ninh Gia Nhân trên mặt đều hiện ra lo lắng. Ninh Lệ cười nói, không có việc gì, ta về sau cùng đồng học cùng nhau trở về, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nói như thế, tống phương hoa mới hơi hơi gật gật đầu xem như yên lòng lúc này thạch điềm cũng nói a di ngươi yên tâm đi chúng ta hội làm bạn đến lúc đó lệ tử tưởng vứt bỏ ta đều không thể nghe thạch điềm lời nói đại gia tàu xe mệt nhọc mỏi mệt cũng cười mà tán bởi vì hoa quốc tiến nước ngoài học viện cùng hoa quốc đại học cách chẳng phải rất gần đoàn người tìm một tương đối trung gian vị trí ở xuống dưới chuẩn bị trước dạo vài ngày kinh đô làm hoa quốc thủ đô có thể dạo rất nhiều ninh lệ làm đã từng kinh đô nhân tự nhiên phi thường hiểu biết nào kinh điển tương đối hảo đem kinh đô du lịch tất đi vài cái cảnh điểm trước viết xuống đến sau đó liền viết xuống vài cái tương đối có đặc sắc cảnh điểm ninh lệ trực tiếp mang theo người trong nhà bắt đầu đi dạo tống lão lão cùng tống lão gia tuổi khá lớn cũng không thể thời gian dài đi cũng may hiện tại kinh đô còn có ngắm cảnh kiểu cũ xe đẩy tay tống lão lão cùng tống lão gia tọa ở cùng nhau cũng không có tiêu phí quá lớn tinh lực vài người đi dạo mấy ngày triệt để chơi cái thống khoái chờ dạo đến trung tâm thành phố tối phồn hoa địa phương thời điểm tống phương hoa xem này xinh đẹp y thụ lại xem này tinh xảo quần áo đột nhiên nói ta tương lai cũng muốn đem chúng ta cửa hàng quần áo khai đến nơi đây ninh kiến quốc hơi hơi sửng sốt này cũng quá khó khăn nơi này vừa thấy liền phi thường lợi hại này bài tử tự hồ đều là quốc tế đại bài. Các nàng hiện tại thu vào phỏng chừng đều phó không dậy nổi nơi này tiền thuê. Tống Phương Hoa trừng mắt nhìn Ninh Kiến Quốc liếc mắt một cái, muốn có tin tưởng. Ta cảm thấy của chúng ta quần áo cũng tốt lắm, sau này đó quần áo không khác biệt. Bất quá này đó quần áo tính chất thoạt nhìn tốt lắm, ta muốn đi nghiên cứu một ít tân vải dệt. Ninh Lệ xem mẫu thân như vậy tin tưởng 10 phần bộ dáng, tự nhiên cũng là phi thường cổ vũ. Mẫu thân cố lên, ta tin tưởng ngươi. Nghe được nữ nhi cổ vũ, Tống Phương Hoa càng thêm tin tưởng 10 phần, trong lòng đã đem các loại cải thiện kinh doanh phương thức qua vài lần. Đoàn người chơi một tuần, Ninh Lệ cùng Thạch Điềm đều đến đưa tin thời gian, mà Thạch Điềm sớm hơn một ít. Đem Thạch Điềm đưa đến trường học sau, Ninh Lệ mới đến đến trường học. Đêm này nọ thu thập xong, Ninh Lệ xem cha mẹ rời đi, thế này mới chậm rãi trở lại ký túc xá nàng trở lại ký túc xá liền phát hiện vốn chỉ có nàng một người ký túc xá nhiều hơn một người một cái trang điểm phi thường phong cách tây nữ hài đứng ở phụ cận đem giường thu thập xong liền nhìn đến vừa mới vào ninh lệ ngươi là ninh lệ đi nữ hài ngọt ngào cười cười ta gọi tôn mỹ du là ngươi đối phô ký túc xá sớm đã dựa theo danh sách hào lập từng cái trên chỗ ngồi đều viết tên của bản thân ninh lệ đối nàng biết tên của bản thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nàng cũng cười cười mở miệng nói nhĩ hảo chúng ta còn có hai cái bạn cùng phòng không có tới không biết là cái gì tính cách đưa tin giống như muốn liên tục vài ngày tôn mỹ du nhìn nhìn dựa vào ngoài hai cái vị trí nghi hoặc nói câu khả năng hôm nay buổi chiều đã tới rồi tôn mỹ du gật gật đầu nói với ninh lệ chúng ta đi ăn cơm sao nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ninh lệ vừa muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn đến đối phương nghiêm cẩn bộ dáng, lại gật gật đầu. Các nàng là một cái phòng ngủ, tương lai muốn cùng nhau ở chung 4 năm. Nàng chờ thêm vài ngày, lại xin nàng ăn cơm. Tôn Mỹ Du tự hồ đối Hoa Quốc Đại học rất quen thuộc, bất quá vài cái chỗ rẻ liền theo gần lộ đi tới trường học bên ngoài. Xem bên ngoài khách sạn, Tôn Mỹ Du chỉ vào trong đó một nhà cá nướng điếm, Nói thẳng nói, nhà này cá nướng đặc biệt hảo ăn, chúng ta đi ăn đi. Ninh Lệ nháy mắt Tôn Mỹ Du ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến một nhà ở góc cá nướng điếm. Đang nhìn đến kia gia điếm trong nháy mắt, Ninh Lệ chỉ biết Tôn Mỹ Du tuyệt đối là thường xuyên đến bên này. Nhà này cá nướng điếm đã có chút tuổi đời, ở Hoa Quốc Đại học công nhân viên chức trong vòng đặc biệt có tiếng, rất nhiều người đều thích ở trong này ăn cá nướng. Nhưng này gia vị trí không tốt hơn nữa cũng chưa bao giờ làm quảng cáo cho nên có rất ít nhân biết làm một cái người bên ngoài ninh lệ cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là thành thành thật thật theo tôn mỹ du đi vào quen thuộc hương vị tiến vào trong miệng ninh lệ cũng không khỏi cao hứng tán thưởng nói thật sự tốt lắm ăn cùng trước kia hương vị vẫn là giống nhau như đúc tôn mỹ du xem ninh lệ thích bộ dáng cũng nhịn không được cao hứng đứng lên lén lút nói ta đã thật lâu ăn qua cá nướng từ Cao Tam, trong nhà ta luôn luôn hạn chế của ta ẩm thực. Rất thống khổ. Lại ăn mấy khẩu thích đồ ăn, Tôn Mỹ Du còn tưởng tiếp theo nói chuyện, nhưng là lại sốt ruột ăn cái gì, cuối cùng chỉ nhắm lại miệng. Đợi đến ăn xong, Ninh Lệ mới hiểu biết đến nguyên lai like Tôn Mỹ Du là cái hàng thật giá thật ăn hóa. Nhưng là nàng là dịch béo thể chất, vì có thể bảo trì dáng người, làm nghệ thuật gia đình nhất viên, nàng luôn luôn bị hạn chế ẩm thực kỳ thực cũng không phải hạn chế các nàng trong nhà tất cả mọi người hội bảo trì phi thường có lợi cho giảm béo ẩm thực thói quen khả nề hà tôn mỹ du phi thường kém thích ăn ninh lệ xem tôn mỹ du thống khổ bộ dáng chỉ cảm thấy này nữ hài tử phi thường đơn thuần cái gì tâm tư đều biểu hiện ở trên mặt đợi đến triệt để ăn xong sau tôn mỹ du lộ ra cái thỏa mãn mỉm cười nhưng lại đang nhìn hướng ninh lệ thời điểm đột nhiên sửng sốt mạnh nói câu ta nhớ ra rồi Ngươi có phải là chụp nhớ chuyện xưa? Ninh Lệ hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đột nhiên sẽ nói như vậy. Cao Tam thượng nửa năm, sông dài, chiếu phim, lấy được phi thường lớn thành công. Bất quá, sông dài, bình thường còn không có bắt đầu, trước mắt vừa mới trúng cử quốc nội vài đại điện ảnh hiệp hội đề danh. Bởi vì, sông dài, chiếu phim ngay tại Cao Tam thời kỳ, Ninh Lệ trừ bỏ đến trường, trên cơ bản không có đi quá địa phương khác. Mà của nàng đồng học cũng thập phần duy hộ nàng, cũng không muốn để cho những người khác quấy rầy của nàng học tập. Cho nên, nàng sự tình cũng không có khiến cho Phạm Vi lớn thảo luận. Nhưng là Ninh Lệ đã quên, nàng hiện tại chỗ địa phương là Kinh Đô, là toàn bộ Hoa Quốc duy nhị phùng vinh địa phương. Nghe Tôn Mỹ Du nêu câu hỏi, Ninh Lệ còn không có trả lời, liền nhìn đến Tôn Mỹ Du tiếp tục nói, ta lúc đó còn cố ý chú ý quá, sông dài, vai nữ chính tên của nàng với ngươi giống nhau. trời ạ, à, ta vậy mà hoàn toàn không biết đến sẽ cùng nàng cùng lớp đồng học, vẫn là đồng phòng ngủ. nói như vậy hoàng, tôn mỹ du lập tức nhìn chằm chằm ninh lệ, tiếp tục nói, của ngươi kỹ thuật diễn thật tốt quá, ngươi làm như thế nào? ngươi lại có thể ở cao nhị còn có như vậy bỗng kỹ thuật diễn, thật sự là quá lợi hại. ngươi quả thực là của ta thần tượng. ninh lệ nghe tôn mỹ du khen không dứt miệng lời nói ngược lại hơi hơi có chút xấu hổ nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng này điện ảnh đã lên ánh một năm không có gì hảo kinh ngạc không đúng a à, ta nhớ được ngươi đề danh kim kê thưởng tốt nhất vai nữ chính ngươi chừng nào thì đi tham gia tiệc tối tạm thời còn không đi còn chưa tới thời gian ninh lệ quả thật thu được bạc mục mời mời nàng cùng đi thảm đỏ sông dài lần này liên hoan phim mặt trên đầy đủ có chính đề danh trong đó hai cái chính là tốt nhất vai nữ chính cùng tốt nhất vai nam chính, còn có hai người tốt nhất người mới thưởng. Tôn Mỹ Du nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt, vậy ngươi có thể giúp ta muốn bạc một ký tên sao? Nói tới đây, Tôn Mỹ Du ánh mắt càng sáng. Ninh Lệ vừa thấy, cười cười, ân, tốt. Ninh Lệ biểu diễn nhớ chuyện xưa sự tình, tuy rằng làm cho người ta kinh ngạc, khả Tôn Mỹ Du ở ngắn ngủi kích động sau, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá xét thấy điện ảnh trung nữ chính luôn là mang theo vết thương bộ dáng, cùng hiện tại Ninh Lệ vẫn là khác biệt rất lớn, phòng ngủ khác hai người cũng không có nhận ra Ninh Lệ. Tổ chức quá khai giảng điển lễ sau, Hoa Quốc Đại học thật sự là tiến nhập đại nhất quân huấn kỳ. Ninh Lệ bình thường luôn luôn đều có rèn luyện thói quen, cho nên đối với quân huấn cũng không có gì đặc biệt không thích ứng địa phương. Một tháng quân huấn sau, Ninh Lệ triệt để tiến nhập học tập bên trong mà phát hiện ninh lệ thân phận nhân cũng càng ngày càng nhiều. Mổ thiên, ninh lệ tiếp đến bạc một điện thoại, tiếp qua hai chu chính là kim kê thưởng trao giải điển lễ, ta đi mang ngươi chọn lựa lễ phục. Lần này lễ phục cùng châu báu đều là phẩm bài tài trợ. Ninh lệ gật gật đầu. Luôn luôn đọc sách tôn Mỹ du nghe nói như thế, đột nhiên phản ứng đi lại, ngươi muốn đi sao? Nàng mấy ngày nay luôn luôn soát quay cũng biết tiếp qua một chu liền muốn chính thức tổ chức trao giải điển lễ. Bất quá công Mỹ du kỳ quái là, vì sao làm vai nữ chính Ninh Lệ nhiệt độ như vậy thấp. Ninh Lệ biết nàng nghi hoặc sao, trực tiếp cho nàng giải thích. Lúc trước, kịch tổ cùng cha mẹ ký kết hiệp nghị là không quấy rầy của nàng học tập, cho nên sau tuyên truyền cũng không có lấy vai nữ chính vì trung tâm, mà là cường điệu ở đạo diễn cùng vai nam chính trên người. Mà Ninh Lệ lúc đó bị lựa chọn trường học là từ thành trung học, mà nàng sau đó không lâu liền chuyển trường, thậm chí không có nói cho từ thành nhân, cho nên có thể biết nàng tin tức nhân cũng phi thường thiếu, điều này cũng liền làm cho về của nàng tin tức rất ít. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 66 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 068 mà hiện thời, điện ảnh chính thức tiến vào bình thưởng kỳ, Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu thảo luận mấy bộ điện ảnh. Một tuần sau, mặt xanh biển lễ phục ninh lệ ngồi ở bên trong xe, có chút khẩn trương xem bạc mục. Vẻn vẹn một năm chưa từng thấy ninh lệ, bạc mục phát hiện ninh lệ càng dài càng khai, ngũ quan càng là càng tinh xảo. Đã từng còn có chút ngây ngô tiểu cô nương tự hồ cũng triệt để trưởng thành. Nghĩ đến ninh lệ sinh nhật ngay tại tháng 10, bạc mục hỏi ngươi nên quá 18 tuổi sinh nhật thôi, Ninh Lệ không nghĩ tới Bạc Mục đột nhiên hỏi như vậy, gật gật đầu, đúng vậy. Bạc Mục gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy tọa ở phía trước xe Đinh Diệp đạo diễn đã xuống dưới, mà các nàng xe cũng xong chạy đến thảm đỏ chính phía trước. Xe chậm rãi dừng lại, Bạc Mục dẫn đầu xuống xe, sau đó thân sĩ đứng một bên, đỡ Ninh Lệ xuống dưới. Hơn một năm nay đến, Bạc Mục thành công tiếp vỗ nhất bộ võ hiệp kịch cùng nhất bộ điện ảnh, trước mắt đều lấy được phi thường tốt thành tích, mà kia bộ võ hiệp kịch thậm chí trở thành hiện tượng cấp thần kịch. Một năm này nội, bạc mục phan đã rất nhiều. Của hắn phan nhìn đến bạc mục xuống dưới, vốn phi thường kích động, lại không viết đến hắn vậy mà đứng ở một bên đám người. Luôn luôn tại video clip trực tiếp về bộ phía dưới nhanh chóng hơn rất nhiều thực bài bình luận luận. A A A, Nam Thần xuất hiện. Hy vọng Nam Thần có thể được đến tốt nhất vai Nam Chính đợi chút, bạc mục đang đợi ai? Này nữ hài tử là nơi nào đến? Điện ảnh trung có như vậy nhất hào nhân vật. Này nữ hài thật khá a, à, bất quá nàng là nơi nào đến, đây là ở cọ thảm đỏ sao? Lời này vừa ra, phía dưới nhanh chóng hơn rất nhiều điểm tán, thậm chí có rất nhiều ác ý bình luận, hiển nhiên đối bản thân thần tượng chờ một nữ nhân không vừa lòng. Bất quá rất nhanh có người phát hiện sự tình chân tướng, các ngươi đều mắc mù đi, đây là điện ảnh vai nữ chính a. À? Không phải đâu, vai nữ chính không phải là ngoài vòng tròn người sao? Một năm qua, nàng chưa bao giờ tham gia bất cứ cái gì tuyên truyền hoạt động, liền ngay cả Đinh Diệp đạo diễn cũng chưa bao giờ đề nàng. Đúng vậy. Ta nhớ được Đinh Diệp đạo diễn chưa bao giờ đề bản thân bất mãn diễn viên. Nàng tuy rằng kỹ thuật diễn hảo, nhưng là định là đắc tội quá Đinh Diệp đạo diễn, bằng không vì sao Đinh Diệp chưa bao giờ đề nàng? mọi người ở đây nghị luận ào ào thời điểm ninh lệ cũng từ trên xe bước xuống đứng dậy ở bạc mục chỉ đạo hạ chậm rãi nhìn về phía màn ảnh tự hồ là vì cố kỵ ninh lệ đinh diệp cùng bạc mục đều đi được rất nhanh chờ ba người đứng ở người chủ trì chỗ địa phương nữ chủ trì mới mở miệng nói sông dài thế này mới chiếm được cửu hạng đề danh đinh đạo đối kia mấy hạng đề danh tương đối nắm chắc đinh diệp lắc đầu từng cái trúng cử diễn viên tác phẩm đều tốt lắm chúng ta vẫn là chờ mong kết quả cuối cùng đi. Nữ chủ trì cũng không có bào căng vấn để ý tứ, nhìn đến đi theo đinh dịp đạo diễn phía sau hai người đứng đi lại, nàng lại mở miệng hỏi nói, vị này liền là chúng ta điện ảnh vai nữ chính đi. Nghĩ vậy trận chưa từng có về vai nữ chính tin tức, nữ chủ trì châm trước muốn hay không hỏi. Nàng tự nhiên biết đinh dịp đạo diễn kiên kỵ. Đinh dịp đạo diễn là có tiếng tỳ khí không tốt, đối kỹ thuật diễn không tốt diễn viên chưa từng có sắc mặt tốt nếu một người đắc tội hắn hắn càng là sẽ trực tiếp không nhìn đối phương nghĩ đến một năm qua đinh diệp đạo diễn thái độ đối với ninh lệ nữ chủ trì hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng nhưng là không nghĩ tới không đợi nàng hỏi đinh diệp đạo diễn lại nói thẳng nói ninh lệ là ta mấy năm nay gặp qua tối có thiên phú người mới diễn viên ta lúc đó chẳng qua là xem ở nàng phi thường có linh tính mới tuyển nàng khả không nghĩ tới nàng một lần lại một lần cho ta kinh hỉ. Ta tin tưởng nàng nhất định có thể lần này bình chọn trung được đến phi thường tốt kết quả. Đinh Diệp nói chuyện, trong mắt lộ ra thần thái cũng phi thường lượng, hiển nhiên là thật đối ninh lệ phi thường vừa lòng. Nữ chủ trì hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Diệp sẽ như vậy nói, sửng sốt một lát, mới theo Đinh Diệp lời nói nói ra đi. Mà vốn nhận định ninh lệ phẩm tính không tốt đắc tội đạo diễn nhân tài triệt để trầm mặt xuống dưới. Quay bộ lại hơn rất nhiều bình luận. Vừa rồi Đinh Diệp đạo diễn là khoa người sao? Trời à, chưa từng có nhân được đến quá nàng như vậy bình luận. Quay bộ thượng nháy mắt nghị luận ào ào, nhưng là các nàng không nghĩ tới kế tiếp còn có càng thêm trọng bàn tin tức. Đinh Diệp đạo diễn tự hồ cảm thấy còn chưa có khoa đủ, tiếp tục nói, lúc đó quay phim thời điểm, Ninh lệ mỗi ngày quay phim ở ngoài thời gian đều dùng để học tập. Ta cùng kịch tổ lo lắng đến Ninh Lệ đang đứng ở cao trung quan trọng nhất giai đoạn, cho nên mới luôn luôn rơi chậm lại của nàng tồn tại cảm. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy đã không cần lại giấu giếm đi xuống. Ninh Lệ trước mắt đã là hoa quốc đại học học sinh, phi thường bổng. Nghe nói như thế, quan kháng trực tiếp nhân lại kinh rớt cầm. Ta vừa rồi có phải là nghe lầm? Đinh Diệp nói là hoa quốc đại học sao? Đúng vậy quốc nội thủ phủ hoa quốc đại học. Ta cảm giác mặt ta muốn sưng lên, nàng vậy mà còn có thể thi được hoa quốc đại học. Vòng giải trí đã thật lâu không xuất hiện quá như vậy học bá cấp nhân vật. Đinh Diệp hoàn toàn không quan tâm bản thân lời nói ở phan trước mặt chấn động. Nữ chủ trì phỏng vấn hoàng, hắn trực tiếp mang theo hai người vào sân. Trao giải điển lễ từng bước một tiến hành, rất nhanh sẽ đến tốt nhất người mới thưởng trao giải điển lễ. Trao giải nhân đứng ở trên đài, bắt đầu nhường đại gia quan kháng màn hình lớn. Sông dài, tiếng cử là ninh lệ bùng nổ tốt nhất một hồi cảnh. Xuất hiện màn ảnh tuy rằng chỉ có hơn 10 giây, nhưng là nữ chính kiệt đem hết toàn lực buông chạy, cuối cùng té ngã trên đất tuyệt vọng cũng đã bị nàng tốt lắm biểu hiện ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người đoạn ngắn bá hoàng, trao giải người ta nói nói, chúc mừng, sông dài, vai nữ chính ninh lệ đạt được tốt nhất người mới thưởng. Vỗ tay nhiệt liệt vang lên đến nghe nói như thế đinh diệp lại hơi hơi nhíu nhíu đầu mày ninh lệ đạt được tốt nhất người mới thưởng như vậy có thể đạt được ảnh hậu cơ hội từ ít đi bất quá nghĩ đến ninh lệ lần đầu tiên biểu diễn đinh diệp thế này mới giãn ra khai ninh lệ cùng đinh diệp đạo diễn ôm ấp sau chậm rãi đi lên vũ đài theo khách quý trong tay tiếp nhận cúp cảm kích nói cảm ơn đinh diệp đạo diễn có thể lựa chọn ta cũng cảm ơn bạc mục dẫn đường thông qua này bộ điện ảnh ta chiếm được rất nhiều chưa từng có cảm thụ, cũng triệt để minh bạch một ít tình cảm. Cám ơn chủ sự phương trân trọng. Đem cảm kích từ nói xong, Ninh Lệ chậm rãi cúi đầu. Mà cách xa ở tỉnh thành địa phương, Ninh gia nhân nhìn đến nữ nhi giải thưởng, cũng nhịn không được hoang hô dậy lên. Tống lão lão cùng Tống lão gia cũng phi thường cao hứng. Nhưng là ngay tại bọn họ chuẩn bị cấp nhị bảo nhi gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên chú ý tới trong màn ảnh một người. Tống lão lão nháy mắt ngớ ra. Chờ nàng lại nhìn sang, vừa mới cái kia hình ảnh đã không có. Tống lão lão cảm giác bản thân trong lòng vui sướng phản phất bị nước lạnh dập tắt. Nàng lăng lăng nhìn hồi lâu nhi, đợi đến người kia lại xuất hiện thời điểm, tống lão lão một phát bắt được ninh lỗi, hỏi, này nam là ai? Ninh lỗi ngẫu nhiên cũng sẽ xem phim cùng lên mạng, tự nhiên biết người này là ai vậy? Người này là hương cảng lão bài ảnh đế, thẩm thành. Tống lão lão nắm chặt hai tay. Mà vốn chỉ là cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt tống lão gia, đang nhìn đến bạn già nhi biểu cảm sau, cũng đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn. Tống lão lão một phát bắt được tống lão gia. Tống lão gia ngậm miệng lại. Sau một lát nhi, hai người tìm lý do về tới bản thân ở lại phòng. Nhanh chóng theo luôn luôn tàn rất khá trong ngăn kéo xuất ra một trương có chút cũ nát lão ảnh chụp. Xem trên ảnh chụp tiểu nữ nhi, lại nhìn đem nữ nhi ôm vào trong ngực nam, tống lão lão chiến tay run rung Thật là người này sao? Tống lão lão run rung nói, không sai được, ngươi xem trên tay hắn chí. Ninh gia nhân cũng không có phát hiện hai vị lão nhân khác thường, còn tại vì ninh lệ cao hứng. Mà ban hoàng thưởng ngồi trở lại chỗ ngồi tịch thẩm thành ánh mắt lại không tự chủ được hướng ninh lệ trên người chạy tới. Ninh lệ ngũ quan rất giống người kia. Nhận thấy được thẩm thành ánh mắt, bạc mục hơi hơi nghiêng đầu hơi hơi cười cười thẩm thành gật gật đầu này mới thu hồi ánh mắt mà bạc mục lại trong lòng hiện lên nghi hoặc rất nhanh sẽ đến tốt nhất vai nam chính trao giải điển lễ bạc mục rất nhanh đoạn ngắn hiện lên trao giải khách quý bắt đầu công bố đoạt giải nhân chờ đoạt giải nhân công bố thời điểm toàn bộ quá trình nháy mắt vang lên nhiệt liệt tiếng treo hò bạc mục đứng lên ông quá một bên vài người sau mới lên đài lĩnh thưởng Ninh Lệ ngồi ở dưới đài, xem nói xong cảm nghĩ bạc mục, cho đến khi này chẳng qua là bạc mục cái thứ nhất khởi bước. Đợi đến 5 năm sau, bạc mục hội lại đạt được rất cao thành tựu, thậm chí trực tiếp trở thành được đến quốc tế đề danh trẻ tuổi nhất Hoa Quốc diễn viên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 67 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 069 Kim Kê thưởng trao giải điển lễ xưa nay là quốc nội tương đối coi trọng mấy đại trao giải điển lễ, quan kháng nhân sổ phi thường nhiều. Weibo nội trắc tới nay, lần đầu ở Weibo khởi động trực tiếp kênh, mặc dù ở võng tốc mặt trên vẫn là có rất vấn đề lớn, nhưng là cũng lấy được phi thường tốt hiệu quả. Mà Weibo số liệu phân tích ra, sông dài, bước thảm đỏ cùng bạc mục đoạt giải là toàn bộ trực tiếp lưu lượng cao nhất thời điểm. Ngày thứ hai buổi sáng, Quê bộ quan phương kênh càng là trực tiếp thả ra ủy bộ nóng đề tài. Quê bộ V, ngày hôm qua thảo luận độ cao nhất trọng tâm đề tài chính là Sông Dài, đạt được tốt nhất phim nhựa cùng Bạc Mục Vinh lấy được kim kê thưởng ảnh đế. Chúc mừng Đinh Diệp V diễn lại một bức kinh điển lực làm, đồng thời cũng chúc mừng Bạc Mục V vì kim kê thưởng khởi đầu tới nay trẻ tuổi nhất ảnh đế. Như thế đồng thời, Bạc Mục cũng phơi ra bản thân huy chương, phát ủy bộ nói, cảm kích đạo diễn duy trì, cũng cảm kích hoa điện lão sư bồi dưỡng, cảm kích phan nhóm duy trì, cũng cảm kích hợp tác diễn viên ninh lệ, cảm kích, sông dài, toàn thể nhân viên công tác, không có vĩ đại đồng bạn cùng kịch tổ, ta không có khả năng lấy được hôm nay thành tích. Bạc Mục ở trên ảnh chụp xứng thượng bản thân đoạt giải đồ cùng lúc đó quay phim khi cùng ninh lệ đối diễn ảnh chụp. Quay bố tuy rằng xây dựng sự kiện cũng không dài, nhưng là đã mời rất nhiều minh tinh cùng các vòng nhân sĩ, Hiện thời sớm đã trở thành quốc nội phi thường hỏa bạo xã giao phần mềm, mà này fan nhóm vì trước tiên nắm giữ minh tinh tin tức, càng là sớm đăng ký Weibo. bộ. Cho nên, bạc mục quay bộ càng lập tức đưa tới mọi người bình luận, rất nhanh sẽ đi lên hấp dẫn đề tài. Ninh Lệ lúc này cũng không biết bản thân Weibo bộ tài khoản đã bại lộ xuất ra, nàng lúc này chính diện đối với phòng ngủ đồng học chất vấn. Xem như hỗ trình mồi vài người, Ninh Lệ gãi gãi đầu, ta thật sự không có cố ý giấu giếm nói thật, nàng cũng không nghĩ tới trừ bỏ tôn mỹ du ở ngoài, cơ hồ có rất ít nhân phát hiện nàng là sông dài, vai nữ chính. bất quá như vậy kết quả, cũng muốn cảm kích nàng ở sông dài bên trong luôn là phong trần mệt mỏi bộ dáng, mặc dù có mấy cái đặc biệt tự nhiên cảnh tượng cũng cùng hiện tại tạo hình không giống với. lúc đó vì quay chụp, nên lệ buộc lại hai cái rất ngắn ma hoa biện. quay chụp sau khi chấm dứt, nàng đem kiểu tóc đổi thành tự nhiên tóc dài ngũ quan cũng mở ra một điểm, quả thật cùng phía trước có sai biệt. Mà vẻn vẹn một năm, nàng không có tham dự, sông dài, bất cứ cái gì tuyên truyền, chưa từng có lộ quá mặt, truyền thông cũng rất ít phát tin tức liên quan tới nàng. Đại gia tự nhiên liền xem nhẹ nàng. Ninh lệ vài cái đồng học cũng không có làm khó dễ ninh lệ ý tứ, chẳng qua là mở miệng nói, mời khách ăn cơm. Đối. Phải mời khách ăn cơm. Ăn cá nướng. Tôn Mỹ Du đứng ở một bên, cao hứng phụ họa. Ninh Lệ xem Tôn Mỹ Du một bộ đồng dạng không biết chuyện bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng trực tiếp mang theo phòng ngủ đồng học đi ăn cá nướng. Ngồi ở nhà hàng ghế lô nội, Ninh Lệ đột nhiên nghĩ đến Thạch Điềm thời gian trước nói bản thân chuẩn bị ở trên mạng làm internet chương trình học, lấy ra di động mở ra Weibo. Tốt nghiệp cấp 3 hai cái nghỉ hè, Thạch Điềm luôn luôn đi theo tỉnh đại giáo sư học tập thậm chí nhìn rất nhiều ngoại tịch tư liệu, mỗi ngày đại lượng thời gian luyện tập, tiếng Anh trình độ có đột nhiên tăng mạnh. Từ thượng đại học sau, nàng cũng không có nhàn rỗi, càng là tốn thời gian cùng bên trong trường học ngoại tịch học sinh hỗ trợ trao đổi, hiện thời ngoại ngữ năng lực càng lợi hại. Từ cảm nhận được quay bộ uy lực, Thạch Điềm luôn luôn muốn ở quê bộ thượng làm tiếng Anh học tập tài khoản. Nàng tìm được vài cái hoa quốc tiếng nước ngoài học viện lưu học sinh, hợp thành nhất tiểu tổ, đem tiếng Anh dạy học làm thành thú vị giảng đường hình thức. Này hình thức vừa đẩy ra liền nhận đến các học sinh hoan nghênh. Thạch Điềm cảm nhận được cổ vũ, trực tiếp đem chương trình học thu thành video clip, phát đến quầy bộ mặt trên. Hôm nay tự hồ là Thạch Điềm lần đầu tiên tuyên bố video clip. Nghĩ đến đây, Ninh Lệ quyết định lo gym duy trì một chút Thạch Điềm. Xem nàng tiểu thuyết nhân bên trong khẳng định cũng có rất nhiều muốn học tiếng Anh, nàng hoàn toàn có thể giúp tuyên truyền một chút. Phải biết rằng, đời sau ơi bộ tuyên truyền phi thường tốt, thậm chí phải muốn tiền tài năng nhường mổ ta đại vê tuyên truyền. Bất quá, vừa mới đổ bộ thượng ơi bộ, Ninh Lệ lại đột nhiên liền phát hoảng. Nàng lăng lăng xem trước mắt nêu lên. Nàng tăng trưởng 20 vạn phan. Ninh Lệ vội vàng cúi đầu, liền phát hiện dĩ nhiên là bản thân Ninh Lệ tài khoản tăng trưởng 20 vạn phan. Nàng này tài khoản trước mắt còn chỉ là cuộc sống hào, tạm thời còn không có kinh doanh tính toán, làm sao có thể đột nhiên hơn nhiều như vậy phan nghĩ đến ngày hôm qua trao giải điển lễ ninh lệ cảm thấy là trao giải điển lễ nguyên nhân nhưng là nàng chưa nói với người khác này là của chính mình tài khoản a không đúng nàng giống như nhắc đến với một người ninh lệ nhanh chóng địa điểm khai bình luận quả nhiên phát hiện lần này trướng phan nguyên nhân là bạc mục bạc mục ở bản thân quay bộ mặt trên trực tiếp ngãi đặt nàng ninh lệ nhìn nhìn bạc mục phát lời nói suy tư một lát phát nói, chúc mừng, bỉnh nhiều lời nhiều sai, ninh lệ chỉ phát ra hai người. Bất quá nàng vừa phát ra đến, quầy bộ phía dưới nháy mắt hơn rất nhiều bình luận. Qua! Wow. Thật là bản nhân! Trời ạ, à, đây là ta đã thấy thấp nhất điều diễn viên. Nữ thần, ngươi còn quay phim sao? Nữ thần có phải là không quay phim? Ngày hôm qua Đinh Diệp Đạo diễn nhận phỏng vấn thời điểm, nói ngươi cũng không có tiếng vào vòng giải trí kế hoạch. Ninh Lệ xem trên mạng bình luận, suy xét muốn hay không hồi phục vài cái, liền phát hiện hot sức thượng đột nhiên hơn một cái đề tài. Ninh Lệ thi cao đẳng trạng nguyên Ninh Lệ điểm đi vào nhìn nhìn, liền phát hiện vài cái fan tương đối nhiều ủy bộ tài khoản vậy mà ở phát nàng cao trung tin tức. Bác quái stress V, tiểu biên tin tưởng rất nhiều fan đã xem qua tối hôm qua Kim Kê thưởng trao giải điển lễ. Vốn tiểu biên vốn muốn hiểu biết một chút, song dài, vai nữ chính Ninh Lệ tình huống, lại bị đối phương lý lịch hoàn toàn sợ ngây người. Mọi người đều biết, Ninh Lệ xuất thân từ một cái tiểu nông thôn, ở lần nào đó vườn trường diễn xuất thượng bị nổi danh đạo diễn Đinh Diệp nhìn trúng, một lần trở thành, sông dài, vai nữ chính. Tiểu biên vốn cho rằng như vậy nàng hẳn là giống dĩ vãng vài cái đinh nữ lang giống nhau đi lên diễn nghệ vòng đường xá, lại không nghĩ rằng đối phương tự hồ đối diễn trò cũng không dám hứng thú. Vì thế tiểu biên đi thăm dò tra, rõ ràng phát hiện Ninh Lệ dĩ nhiên là an tây tỉnh năm 2000 thi cao đẳng trạng nguyên, của nàng thi cao đẳng điểm khoảng cách mãn phân gần kém hai mươi mấy phân. Đây là hàng thật giá thật học bá. Kế tiếp, này ơi Bố Tiểu Biên trực tiếp ở mặt dưới bồi mấy trương đồ, phân biệt là Ninh Lệ nhận ở trường học nhận phóng viên phỏng vấn ảnh chụp, Ninh Lệ trường học biểu ngữ, Giang Hà trung học đại tự báo, hiển nhiên là thật điều tra quá. Lúc này đúng là sông dài, nhiệt độ phi thường cao thời điểm này ủy bộ vừa mới phát ra, lập tức đưa tới phát. Quay bố thượng càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu bình luận, mà ninh lệ quay bộ mặt trên fan cũng càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn nhìn, cuối cùng buông tay cơ, cũng không có quá mức để ý. Như vậy phát triển đối nàng mà nói xem như có lợi, cùng nàng tương lai chức nghiệp quy hoạch vẫn là có rất nhiều quan hệ. Ninh lệ tuy rằng không tính toán lại làm y học ngành nghề, nhưng là lại chẳng phải làm xong không hề cùng y học chuyện có liên quan đến. Nghĩ đến bản thân hiện tại chuyên nghiệp, cùng có được năng lực, Ninh Lệ rất muốn là tự chủ gây dựng sự nghiệp. Ninh Lệ cùng ký túc xá vài người quan hệ cũng không sai, cơm nước xong sau, vài người kết bạn tưởng phải rời khỏi. Ngay tại vài người lập tức muốn đi ra cửa thời điểm, hai nam nhất nữ cũng vén rèm lên đi đến. Trong đó một cái nữ rõ ràng là trường học lão sư, mà một cái nam thoạt nhìn cùng nữ nhân mấy tuổi không sai biệt lắm, rõ ràng cũng là lão sư bộ dáng vài người thoạt nhìn rõ ràng như là một nhà ba người ngay tại vài người cho các nàng nhường đường thời điểm vốn đang muốn đi vào trong nữ nhân đột nhiên hô thanh mỹ du đang ở cùng bạn cùng phòng nói chuyện tôn mỹ du quay đầu đến liền nhìn đến một cái người quen đứng ở bản thân trước mặt nàng lập tức nói một tiếng a di thật lâu không thấy lý tươi đẹp yên lặng nhìn thoáng qua tôn mỹ du cao hứng nói hảo thời gian dài không gặp đến ta nghe mẹ ngươi nói ngươi thi được nơi này đọc là cái gì chuyên nghiệp? Phát thanh chủ trì. Tôn Mỹ Du cười nói. Lý Tươi Đẹp là Tôn Mỹ Du mẹ đồng sự, đồng dạng là hoa quốc lão sư, trên người lại ở mổ ta ngành có nhất định chức vị, là cái khá người có địa vị. Lý Tươi Đẹp gật gật đầu, đây là ngươi đồng học sao? Ân, ừ, đây là ta bạn cùng phòng. Tôn Mỹ Du giải thích nói. Lý Tươi Đẹp gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi đi chơi đi, nhớ được sớm một chút hồi trường học tôn mỹ du gật gật đầu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến ninh lệ vốn chỉ là bàn quang nhưng là ngay tại nàng muốn xuất môn thời điểm hai mắt lại đột nhiên chống lại một đôi không quá thân mật hai mắt ninh lệ ngẩng người ngẩng đầu nhìn đi vậy mà phát hiện này ánh mắt vậy mà đến từ chính tô gia dai, dai nàng thế nào lại ở chỗ này vốn không có bất kỳ tồn tại cảm tô dai dai cũng thấy được ninh lệ của nàng biểu cảm chợt biến đổi, đột nhiên nghĩ đến thi cao đẳng sau khi chấm dứt cảnh tượng. Hiện thời, Internet đã có phát triển, rất nhiều người đều có thể lên mạng. Ninh lệ khảo tỉnh thi cao đẳng trạng nguyên thời điểm, cơ hồ đồng thời ngay tại từ thành cao trung truyền xuất ra. Nàng vốn đang đối thím cùng thúc thúc ly hôn, có chút cảm thấy không tốt, nhưng là nhìn đến thím bị liên tiếp phê bình vài thứ, nàng lại cảm thấy có chút may mắn. May mắn thúc thúc cùng thím ly hôn, bằng không bản thân chỉ sợ lại muốn bị thiếm phê bình. Sau này, nàng thi được bắt Kinh một cái nghệ thuật viện giáo, chuẩn bị về sau làm một gã diễn viên. Lúc đó, toàn gia nhân cùng thúc thúc tự mình đến đưa bản thân đến trường, mà thúc thúc sau này cùng nàng đại học đồng học liên hệ lên. Vốn, tô gia dai, dai còn đối thúc thúc thực hiện có chút ý kiến. Nếu không phải là bởi vì thúc thúc cùng thiếm ra vấn đề, bản thân cũng sẽ không thể ở trường học lọt vào thiếm coi thường mà khi nàng đi qua lý tươi đẹp trường học lại biết lý tươi đẹp chức vị tô dai dai trong lòng chỉ có may mắn thím chẳng qua là cái cao trung lão sư nơi nào so được với lý tươi đẹp nhưng là nàng không nghĩ tới vậy mà ở trong này thấy được ninh lệ nghĩ đến liền ngay cả trong ban lý mỹ lệ đều so với chính mình thảo hảo tô gia dai nhìn về phía ninh lệ ánh mắt càng thêm không tốt ninh lệ tự nhiên cũng chú ý tới đối phương địch ý nghĩ đến đối phương mấy lần nhằm vào Ninh lệ hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Tô dai dai không nghĩ tới bản thân vậy mà lọc vào như vậy coi thường, càng nhịn không được. Tô nhị toàn chú ý tới điệp nữ khác thường, nghi hoặc hỏi, như thế nào? Tô dai dai vội vàng đem đáy mắt tối nghĩa áp chế, ôm nhu nói, vừa mới cái kia nữ sinh bạn cùng phòng tựa hồ là của ta cao trung đồng học. Lý tư đẹp nghi hoặc nói, cái nào? Chính là, sông dài, vai nữ chính nàng bị đinh diệp đạo diễn tuyển thượng thời điểm, còn tại chúng ta ban đọc sách. Tô gia gia nói, sau này liền trực tiếp chuyển trường đến tỉnh bên trong trường học. Nghe nói là đinh diệp đạo diễn chuyên môn vì nàng mời đặc biệt cấp cho giáo sư phụ đạo. Lý tư đẹp bình thường cũng không chú ý giải trí tin tức, không nghĩ tới đồng sự nữ nhi vẫn còn có như vậy bạn cùng phòng, nhịn không được nói câu, thật sự là may mắn. Nàng tự nhiên biết tô nhị toàn chỗ địa khu dạy học chất lượng lúc đó nàng cũng từng đề nghị quá tô nhị toàn không phải về nhà nơi đó dạy học trình độ không tốt cũng không có gì tiền đồ khả sau này tô nhị toàn còn là vì cha mẹ quan hệ về tới gia hương nàng sau này cùng tô nhị toàn chia tay liền cho một cái phú thương lại ở đối phương dưới sự trợ giúp xuất ngoại du học như vậy mới có thể đủ lấy được hiện tại địa vị nhưng là đã từng mối tình đầu vẫn là có thể nhường trong lòng nàng khởi gợn sống nàng thế này mới ở tô nhị toàn cùng bản thân liên hệ sau lại cùng hắn trao đổi đứng lên ninh lệ có thể tại kia dạng trong hoàn cảnh thi được hoa quốc đại học quả thật không dễ dàng bất quá đối phương đã có sông dài thêm thành thật dễ dàng liền lấy được tự chủ chiêu sinh giảm phân chính sách tô dai dai tự nhiên cũng minh bạch lý a di ý tưởng nhìn đến lý a di trong ánh mắt tán thưởng tô dai dai lại cảm thấy có chút mất hứng chậm rãi nói đúng vậy nàng quá may mắn lúc đó trường học tổ chức tiệc tối vốn muốn lên tràn hai cái chuyên môn học vũ đạo đồng học bị không biết nơi nào xuất hiện toái thủy tinh trác đến sau đó không thể tham gia bằng không kia hai cái đồng học khả năng cũng sẽ bị đinh diệp đạo diễn coi trọng nguyên lai like còn có này vừa ra lý tư đẹp mày hơi hơi nhăn không khỏi nghĩ nhiều vài vòng làm sao lại sao mà khéo vừa vặn hai cái thành tích tốt nhất sẽ không tham ngộ diễn thêm ra Tô Nhị Toàn không có nhận thấy được Lý Tươi đẹp biểu cảm biến hóa. Hắn nghe được điệp nữ lời nói, đột nhiên nhớ tới một việc, ta nhớ được ngươi lúc đó tự hồ cũng muốn biểu diễn vũ đạo, sau này đổi thành khác. Tô dai gia có chút chán nản nói, đúng vậy, của ta vũ đạo vốn là chuyên nghiệp lão sư thiết kế, nhưng là sau này bởi vì trong bang có cái biểu diễn vũ đạo, ta mới đổi thành khác. Tô nhị toàn chỉ là nghe vợ trước quán giận quá, cũng không biết cụ thể nguyên do. Nghe được điệp nữ lời nói, hắn cũng không khỏi có chút đáng tiếc nói, vậy mà còn có chuyện như vậy, kia thật sự là rất đáng tiếc. Lý tươi đẹp xem tô dai dai rõ ràng sa sút bộ dáng, không khỏi nói, tốt tốt, ngươi hiện tại thượng cũng là tương đối tốt nghệ thuật viện giáo, tương lai khẳng định cũng có rất nhiều cơ hội. Đúng rồi, ta trước kia có cái bằng hữu là phó đạo diễn, ta giúp ngươi hỏi một chút nàng có cái gì thích hợp nhân vật. Ta tin tưởng, một cái tiểu nhân vật vẫn là có thể được đến Lý tươi đẹp trượng phu không có đi thế thời điểm Nàng đi theo nhận thức rất nhiều người mạch Hiện tại tự nhiên cũng để lại không ít Tô dai dai nghe nói như thế Trên mặt lập tức lộ ra cái tươi cười cảm ơn Lý A Di Lý tươi đẹp khoát tay Tô dai dai này tiểu cô nương bộ dạng xinh đẹp Còn phi thường có nhãn lực gặp Lý tươi đẹp phi thường thích mà ngồi ở một bên tô nhị toàn nhìn đến lý tươi đẹp vậy mà còn nhận thức người như vậy mạch trong lòng đối nàng đánh giá càng cao nghĩ đến đối phương phía trước cùng bản thân đưa ra khai phụ đạo cơ cấu sự tình tô nhị toàn trong lòng càng tâm động hắn hiện tại ở từ thành kiếm tiền cũng gần đủ bản thân cơ bản cuộc sống tiêu phí thời gian trước hắn cùng vợ trước ly hôn tức thì bị đối phương đào phạm phần lớn gửi ngân hàng hiện thời nóng lòng gây dựng sự nghiệp Bất quá nghĩ đến muốn sa thải bản thân bác sắc, Tô Nhị Toàn còn là có chút không yên lòng. Lý Tư Đẹp tự nhiên nhìn ra Tô Nhị Toàn do dự, nàng mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, ta đã làm hảo cơ bản cấu tứ, ngươi chỉ cần làm người phụ trách ra mặt là tốt rồi. Ngươi có biết, ta hiện tại chức vị tương đối đặc thù, không thể làm một ít buôn bán phương diện sự tình. Nếu như ngươi là lo lắng, cũng có thể trước thử một lần, đến lúc đó tô nhị toàn nghe được lý tươi đẹp lời nói liên tục lắc đầu ta làm sao có thể không tín nhiệm ngươi tô nhị toàn nhẹ nhàng mà nắm giữ lý tươi đẹp thủ ta quá trận phải đi từ chức về sau liền giúp ngươi làm chuyện này chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta không năng lực là tốt rồi nghe được mối tình đầu ôn nhu lời nói lý tươi đẹp trên mặt tươi cười càng rõ ràng nhưng vì nàng thật vất vả mới gả cho cái kia phú thương từ trước đến nay ở người kia trước mặt đều là khuất phục nịnh hót trạng thái càng là luôn luôn chịu đựng đối phương ở bên ngoài oanh ca yến hót mà lúc này nghe đại học bạn trai ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ tìm được trước kia cảm giác cô dai dai xem hai người hài hòa ở chung hình ảnh trong lòng bất an cũng dần dần tiêu tán nghĩ đến bản thân hiện tại đại nhất có thể đủ có nhân vật chụp càng là cao hứng thật nàng sớm muộn gì muốn vượt qua ninh lệ Chứng minh Đinh Diệp đạo diễn không lựa chọn nàng là hoàn toàn sai lầm quyết định. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 68 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 070 Ninh Lệ cũng không có đem đụng tới tô gia gia sự tình để ở trong lòng. Nàng trở lại phòng ngủ sau, lại đột nhiên tiếp đến bạc một điện thoại. Đem điện thoại tiếp lên bạc mục có chút ôn nhuận thanh âm truyền tới ngày mai là ngươi sinh nhật có cái gì an bày sao tạm thời còn không có gì an bày đinh đạo muốn cho ngươi chúc mừng sinh nhật bạc mục mở miệng nói ngươi cảm thấy thế nào điện ảnh quay chụp thời kỳ đinh diệp đạo diễn luôn luôn đối hắn tốt lắm sau này càng là vì bảo hộ nàng hy sinh một phần điện ảnh tuyên truyền ninh lệ tự nhiên không có bất kỳ phản đối ý kiến nàng vội vã nói đương nhiên có thể ta rất vui vẻ Bạc Mục gật gật đầu, cuối cùng cùng Ninh Lệ Thương thảo một chút tiệc sinh nhật hội địa điểm, cuối cùng quyết định ở Đinh Diệp đạo diễn một cái tư nhân nơi ở tiến hành. Được đến vừa lòng trả lời thuyết phục, Bạc Mục hơi hơi ngoé một cái môi, trên mặt lộ ra có chút sung sướng biểu cảm. Đứng ở một bên Đinh Diệp, nhìn đến hắn bộ dạng này, biểu môi, rõ ràng là ngươi tiểu tử này muốn đưa người ta làm tiệc sinh nhật hội, hiện tại lại dùng danh nghĩa của ta Đinh Diệp hoàn toàn không nghĩ xem bạc mục vậy mà sẽ thích thượng Ninh Lệ. Từ lúc quay phim thời điểm, Đinh Diệp liền cảm thấy bạc mục tự hồ đối Ninh Lệ quá mức không tầm thường. Bạc mục xuất thân thời điểm, nàng cha mẹ quan hệ đã rất kém, thậm chí tiếp cận đến ly hôn bên cạnh. Bạc mục từ nhỏ tính cách lạnh lùng, đối rất nhiều chuyện đều nhàn nhạt. Đinh Lan lo lắng con trai khỏe mạnh, từ nhỏ khiến cho bạc mục đi theo Đinh Diệp bên người. Đinh Diệp vẫn là học sinh thời điểm, liền thích sơn xuống nông thôn thể nghiệm đủ loại cuộc sống. Bạc Mục theo hắn vài năm, nguyên bản lạnh lùng cảm tình tự hồ có hảo chuyển, nhưng là phần lớn thời gian lại đối người không lạnh đạm. Bất quá, Đinh Diệp cũng không có để ý, hắn biết, Bạc Mục cũng không có ở mặt ngoài lạnh lùng như vậy. Mà khi Bạc Mục nghiêm cẩn dạy ninh lệ thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được Bạc Mục đãi ninh lệ đặc thù. Chẳng qua lúc đó ninh lệ vẫn là vị thành niên đứa nhỏ, Đinh Diệp đã từng ám chỉ bạc mục không cần sàng bậy, lại lọt vào đối phương khinh bỉ. Nghĩ đến vừa mới sự tình, Đinh Diệp còn tưởng mở miệng, chợt nghe đến bạc mục nói, lúc đó ta chỉ coi nàng là làm muội muội. Nói xong một câu này, bạc mục trực tiếp rời đi. Đinh Diệp nhất thời minh bạch những lời này che giấu hàm nghĩa. Như vậy hiện tại không phải đem đối phương cho rằng muội muội. Nàng còn vị thành niên. Nàng sang năm liền 18 tuổi. Đinh Diệp cao mày, nàng còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, chờ nàng tốt nghiệp đại học liền đến. Bạc Mục cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thích thượng như vậy một cái tiểu cô nương. Hắn ngay từ đầu chẳng qua là bởi vì Ninh Lệ nghiêm cẩn mà thưởng thức nàng. Vì thế, ở điện ảnh quay chụp sau khi chấm dứt, hắn mới luôn luôn chú ý Ninh Lệ, không nghĩ tới đối phương có thể hoàn toàn thu hồi tâm đến hảo hảo đọc sách, hoàn toàn cũng không bị vòng giải trí công danh lợi lộc mà mê hoặc làm, sông dài, vai nữ chính, Ninh Lệ mặc dù là không có được Đinh Diệp khen, cũng sẽ có rất nhiều nhân khai ra thật giá cao cách làm cho nàng tham diễn điện ảnh. Nhưng là đối phương không chỉ có không có nhận bất cứ cái gì tác phẩm, thậm chí luôn luôn thật sự ở trường học. Bạc Mục càng là chú ý nàng, càng là cảm thấy này nữ hài tử phi thường tốt. Chờ lại nhìn thấy nàng thời điểm, Bạc Mục càng là trước mắt sáng ngời, trong lòng mầm móng tựa hồ cũng phát ra nha, dần dần sinh căng bạc mục chưa từng có đối nhân động tâm quá nhưng là lại cũng không phải ma ma chip chip nhân ở suy nghĩ cẩn thận bản thân nội tâm sau hắn tự nhiên quyết định danh chính ngôn thuận theo đuổi ninh lệ ninh lệ cũng không biết bạc mục ý tưởng ngày thứ hai ninh lệ ngồi trên đi lại tiếp bản thân xe mới phát hiện trên chỗ sau tay lái dĩ nhiên là bạc mục ninh lệ nhìn nhìn ngoài cửa sổ gặp không ai chú ý mới hơi hơi yên lòng không ai phát hiện sao không có việc gì. Ninh lệ gật gật đầu, ngồi ở phó điều khiển vị trí. Nhỏ hẹp hoàn cảnh tự hồ dễ dàng nhường một ít không rõ ràng tình tố trở nên càng thêm nồng liệt. Không biết vì sao, Ninh lệ tự hồ có thể rõ ràng nhận thấy được bạc mục tâm tình. Đã hơn một năm không thấy, của hắn diện mạo tự hồ càng thêm vững vàng, sáng sủa, ngũ quan càng là càng thêm đẹp mắt. Châm trước một lát, Ninh lệ chậm rãi hỏi, ngươi gần nhất ở chụp cái gì diễn phân? ở chụp nhất bộ bộ đội đề tài vốn là toàn phong bế quay chụp bởi vì kim kê thưởng mời vài ngày giả vừa vặn tốt có thời gian bằng không liền lỡ mất của ngươi sinh nhật bạc mục cũng không khỏi cảm thấy có chút cao hứng cảm nhận được bạc mục tâm tình ninh lệ quay đầu đi chỉ thấy đối phương thống nhất nhìn về phía bản thân màu đen con ngươi phi thường sáng ngời tựa hồ có thể đem ninh lệ triệt để bao phủ ninh lệ mạnh thu hồi tầm mắt lại đột nhiên nghĩ đến nàng lần đầu tiên quay chụp điện ảnh thời điểm cảnh tượng. Lúc đó, Đinh Diệp đạo diễn rõ ràng đối nàng biểu hiện còn có nghi ngờ, thế này mới làm cho nàng diễn kia tràn diễn. Nàng vì diễn kia tràn diễn, tài tế trên mặt đất, sau này càng là lâm vào kiếp trước cha mẹ rời đi bóng ma ở giữa. Mà chính là lúc đó bạc một quan tâm ánh mắt, làm cho nàng nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rồi sau đó mặt, bạc mục chiếu cố càng làm cho nàng ở quay chụp trung không có gặp được cái gì đại khúc chiết nghĩ đến đây ninh lệ tự hồ đột nhiên cảm nhận được bản thân không có không có dao động trái tim mạnh nhảy dựng lên nàng vội vã thu hồi tầm mắt dọc theo đường đi hai người ngẫu nhiên nói chuyện trong xe không khí tự hồ trở nên càng thêm kỳ quái đợi đến mục đích thời điểm ninh lệ mới chậm rãi thở ra một hơi bất quá càng kinh ngạc sự tình lại ở phía sau vốn cho rằng loại nhỏ tiệc sinh nhật hội ninh lệ không nghĩ tới vậy mà ở hiện trường thấy được đinh lan đinh lan sắc mặt thoạt nhìn mặc dù có điểm tái nhật nhưng là tinh thần trạng thái không sai hoặc nhìn thân thể hẳn là không sai nhìn đến đinh lan ninh lệ vội vàng cấp đinh lan chào hỏi đinh lan luôn luôn theo đệ đệ cùng con trai trong miệng nghe được về ninh lệ khích lệ trong lòng luôn luôn tò mò là cái dạng gì nữ hài tử có thể được đến hai người thích hiện thời nhìn đến ninh lệ Đinh Lan cũng hiểu được trong đó nguyên do. Ninh lệ khí chất phi thường sạch sẽ, nhìn đến nàng tuy có chút kinh ngạc, nhưng là cũng phi thường tri lễ. Không chỉ như vậy, Ninh lệ trong mắt còn có một loại giống như đã từng quen biết cứng cỏi, phản phất xem đến bất kỳ này nọ đều sẽ không buông tay. Đinh Lan nhìn đến Ninh lệ cũng không khỏi lòng sinh vui mừng. Nàng vương tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ninh lệ thủ, hảo hài tử, ta xem của ngươi điện ảnh, diễn phi thường tốt. Ninh Lệ cảm nhận được trong tay truyền đến độ ấm, liên tục cảm kích, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi trong đầu hiện lên cảnh tượng. Sạch sẽ trong bệnh viện, Đinh Lan nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, tự hồ vừa làm xong một vòng trị liệu. Cầm trị liệu kết quả bác sĩ, lật xem trên tay tư liệu, sau đó nói, trị liệu hiệu quả phi thường tốt, nham tế bào đã triệt để rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là là có thể xuất viện. Nghe được bác sĩ lời nói, Thủy Chung đứng ở một bên bạc mục lại vì bác sĩ cúi đầu, cảm kích bác sĩ trị liệu. Là các ngươi phát hiện kịp khi. Nếu các ngươi lại phát hiện trễ một chút, chỉ sợ trị liệu kết quả liền không có tốt như vậy. Về sau nhiều hơn chú ý thân thể tình huống, tuyệt đối không nên kéo dài. Bạc mục gật gật đầu. Phòng ở triệt để an tĩnh lại sau, Đinh Lan mới nhìn hướng con trai của tự mình, chậm rãi cùng con trai ôm ở cùng nhau hình ảnh hiện lên nghĩ đến đinh lan bệnh tình hội khống chế được đinh lệ tâm tình cũng càng cao hứng đinh diệp đạo diễn tuy rằng nói cho ninh lệ tổ chức tiệc sinh nhật hội lại cũng không có thỉnh nhiều lắm nhân đều là kêu làm khi kịch tổ sao khá quen thuộc nhân vài người vừa ăn vừa nói chuyện thiên không khí cũng tốt lắm đợi đến cơm nước xong sau bạc mục đề nghị ở trong sân chơi trò chơi liền trong lúc này đột nhiên nhớ tới gõ cửa thanh âm đinh diệp hơi hơi sửng sốt không khỏi nhìn về phía bạc mục hắn gọi nhân đã toàn bộ đến chẳng lẽ là bạc mục kêu nhân bạc mục lắc đầu đứng lên đi mở cửa có thể biết này địa điểm nhân đều là so khá quen thuộc đinh diệp đạo diễn nhân bạc mục mở ra cửa phòng liền nhìn đến hai cái không tưởng được nhân đứng ở bên ngoài nhìn đến đứng ở dẫn đầu phía trước nữ tử bạc mục sắc mặt hơi đổi mở miệng nói ngươi tới làm cái gì trong phòng mọi người là quen thuộc bạc mục nhân, không nghĩ tới nghe được bạc mục như thế lãnh đạm thanh âm, cũng nhịn không được nhìn về phía cửa, liền phát hiện đến hai người dĩ nhiên là viên phỉ cùng thẩm thành. Nhìn đến hai người kia, đinh diệp biểu cảm nháy mắt trở nên nang thoạt nhìn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tòa ở một bên ninh lệ hoàn toàn không nghĩ tới đinh diệp sẽ là cái dạng này. Viên phỉ là đinh diệp thứ nhất bộ điện ảnh vai nữ chính, đồng dạng cũng là phi thường nổi danh diễn viên, mấy năm trước cũng đã thu hoạch mấy đại ảnh hậu hiện thời càng là đang ở hướng quốc tế thượng phát triển cũng đủ nhìn ra tương lai địa vị làm đệ nhất vị đinh nữ lang viên phỉ chưa từng có quên quá đinh diệp đạo diễn chỉ đạo thậm chí liên tiếp ở đinh diệp đạo diễn điện ảnh trung khách mời nhưng là hiện tại xem ra hai người quan hệ cũng không tốt ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm viên phỉ cùng thẩm thành đã đi đến nhìn đến đinh diệp đạo diễn khó coi biểu cảm Viên phỉ phản phất hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, ta mấy ngày nay luôn luôn muốn tìm Đinh lão sư, lại thủy chung không có tìm được. Hôm nay biết được ngài ở trong này, mới chạy đi lại, thật sự là thật có lỗi. Viên phỉ diện mạo đại khí, nói chuyện ôn nhu. Mặc dù là Ninh Lệ, cũng không có bởi vì Viên phỉ vội vàng quấy rầy mà tức giận. Bất quá Đinh Diệp đã sớm nhìn quen đối phương cái dạng này, nghĩ đến đối phương hồ đồ bộ dáng, đinh diệp đạo diễn sắc mặt chút chưa biến nếu ngươi muốn nói điện ảnh sự tình ta nghĩ chúng ta không có gì hợp tác cơ hội ta hôm nay còn có chuyện nếu như ngươi là không có sự tình vẫn là đi thôi viên phỉ còn không nói chuyện đứng sau lưng hắn thẩm thành liền đã mở miệng bất quá hắn nhưng không có gia nhập các nàng trọng tâm đề tài mà là mở miệng nói vị này chính là sông dài vai nữ chính sao thật là có linh khí vừa thấy có thể trở thành tốt lắm diễn viên Ninh Lệ không nghĩ tới bản thân sẽ bị nhắc tới, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thành, lại sửng sốt. Làm hương cản điện ảnh đầu lĩnh dương thức nhân vật, Ninh Lệ tự nhiên biết đứng ở trước mặt nàng là ai. Thẩm Thành, ở hương cản điện ảnh trung đắp nặng rất nhiều kinh điển nhân vật. Bất quá hắn ở phía sau thế hơn truyền kỳ là, ở những người khác còn giải dụ cho hương cản thị trường thời điểm, hắn đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía nội địa. Lúc đó, của hắn hành động thậm chí còn bị một nhóm người chống lại. Khả rất nhanh, sự thật liền chứng minh rồi của hắn thấy xa. Hương cản điện ảnh tự hồ ở trong một đêm triệt để tiêu điều đi xuống, đã từng bồi dưỡng ra mấy vị siêu sao địa phương rốt cuộc đi không ra đương hồng minh tinh. Làm hương cản minh tinh điên cuồng tràn vào nội địa thị trường thời điểm, thẩm thành đã ở nội địa chặt chẽ đứng vững vàng gót chân. Hắn cùng viên phỉ có thể nói là hai cái phi thường có thời đại tính nhân vật, Hiện thời nghe được thẩm thành lời nói, Ninh Lệ hơi hơi cười cười, lại rõ ràng cảm giác được đối phương hơi hơi sửng sốt. Đinh Diệp tự nhiên cũng biết thẩm thành hiện thời địa vị. Xem vô luận khi nào thì đều tác phong nhanh nhẹn thẩm thành, Đinh Diệp đạo diễn cũng thu hồi trên mặt không vui, là cái phi thường có thiên phú nữ hài tử, chẳng qua không đồng ý quay phim, khi còn chưa tính. Ta xem nàng phương diện khác cũng tốt lắm, tương lai có lẽ có thể làm cái phi thường nổi danh nữ chủ trì đinh diệp đạo diễn đối người mình thích từ trước đến nay không che giấu khen viên phỉ nhìn đến cái dạng này trong lòng hơi hơi có chút đau đớn nhưng là nghĩ đến người mình thích lại đem đáy lòng ý tưởng áp chế mà thẩm thành nghe được đinh diệp lời nói gật gật đầu ta nghe nói nàng ở hoa quốc đại học đọc phát thanh chủ trì chuyên nghiệp phi thường tốt cũng không xem như toàn không quan hệ hệ chuyên nghiệp có người nói với hắn đinh diệp đạo diễn tự nhiên lười quan tâm làm cho hắn thất vọng nhân mà Thẩm Thành cũng luôn luôn nghe nói qua Đinh Diệp đạo diễn danh khí, cũng luôn luôn không có xâm nhập trao đổi cơ hội, cũng cùng hắn trao đổi đứng lên. Khả đứng ở một bên bạc một sắc mặt lại càng thêm khó coi. Người khác có lẽ không chú ý, bạc mục lại phát hiện, Thẩm Thành ánh mắt có phải là ngay tại ninh lệ trên người chuyển một vòng. Nghĩ đến Thẩm Thành hiện tại đều còn chưa có kết hôn, bạc mục sắc mặt càng là khó coi, trực tiếp tiếp đón vài người đi trong viện mặt. Ninh Lệ không rõ chân tướng, đi theo bạc mục đi sân. Vài người biên thịt nướng vừa làm trò chơi. Cùng Đinh Diệp đạo diễn trao đổi nhận sau, Thẩm Thành hướng ra phía ngoài đi đến, ánh mắt cũng còn là nhịn không được nhìn nhìn bên ngoài, lại chỉ nhìn đến dáng người mảnh khảnh nữ hài tử đứng ở nam tử cao lớn bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười, hiển nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 69 69 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com một Ninh Lệ đứng ở trong sân mặt, xem những người khác đem thịt nướng giá dọn xong, vậy mà lại tính toán ăn lên, hơi hơi có chút kinh ngạc, còn ăn sao? Bạc Mục chậm rãi lộ ra cái mỉm cười, mở miệng nói, không có việc gì, khó được cao hứng như thế, ăn một ít cũng có thể. Ninh Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Mục. Có chút hôn ám dưới ánh đèn, diện mạo anh Tuấn Nam tử lẳng lặng xem cách đó không xa nhân, ánh sáng nhạt chiếu xạ ở trên mặt của hắn, có vẻ mặt hắn càng thêm trong sáng. Ninh lệ vội vàng thu hồi tầm mắt, không có phát hiện bạc mục nghiêng đầu nhìn về phía bản thân, ánh mắt càng sáng ngời. Nghĩ đến vừa mới thẩm thành hành động, bạc mục trong mắt ánh sáng biến mất, do dự một lát, chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật sự không diễn trò sao. Dựa theo đinh dịp đạo diễn hiện thời địa vị, diễn viên chính quá của hắn điện ảnh còn chiếm được khen ngợi nhân sẽ không khuyết thiếu hảo kịch bản, cho nên trừ phi giả tâm đặc biệt khẩn trương cho cầu thành, cơ bản không sẽ xuất hiện một ít không tốt sự tình. Như vậy khởi điểm, nàng chỉ cần đóng vững đánh chắc đi xuống, tuyệt đối có thể đạt được phần lớn mọi người khó có thể với tới địa vị. Nhưng là nếu Ninh Lệ muốn diễn trò, liền tránh không được muốn đụng tới một ít nhân một chút sự tình. Nghĩ đến vừa mới thẩm thành ánh mắt, bạc một chân mày cau lại. Hắn có thể cảm giác ra thẩm thành ánh mắt cũng không có không tốt ý tứ, nhưng là trong lòng vẫn còn là có chút kỳ quái. Bạc Mục lặng lặng xem Ninh Lệ, cũng nói không nên lời trong lòng tư vị. Nghe được nêu câu hỏi, Ninh Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Mục, chống lại hắn tối đen thâm thúy đôi mắt, chậm rãi lắc đầu, không diễn trò, ta học là phát thanh chủ trì. Bạc Mục tưởng mở miệng khuyên bảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ninh Lệ kiên định ánh mắt, lại gật gật đầu ninh lệ tính cách kiên cường chẳng phải tùy ý quyết định nhân mặc dù là nàng tương lai về sau xảy ra vấn đề bản thân cũng có thể ra tay tự hồ là viên phỉ cùng thẩm thành đã đến phá hủy không khí tiệc sinh nhật hội không bao lâu liền đã xong ở trước khi đi bạc mục xuất ra sáng sớm chuẩn bị lễ vật đưa cho ninh lệ ninh lệ liên tục xua tay các ngươi tài tráng vì ta làm tiệc sinh nhật hội đã rất vui vẻ nhận lấy đi bạc mục khẽ cười cười ninh lệ xem bạc mục nghiêm cẩn biểu cảm cuối cùng gật gật đầu bởi vì những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều uống lên chút rượu bạc mục lại đem ninh lệ đuổi về trường học đem xe ngừng đến tương đối ẩn nấp địa phương ninh lệ chậm rãi nói thanh tạ ở xuống xe phía trước bạc mục nhẹ nhàng mà cầm tay lái nhẹ nhàng mà hỏi người cuối tuần có rảnh sao ninh lệ hơi hơi ngẩn người mở cửa xe thủ lại khép lại nàng nghiêng đầu nhìn về phía bạc mục đột nhiên minh bạch đối phương ở làm gì. Kiếp trước, Ninh Lệ luôn luôn tại nghiên cứu ở y học, chưa từng có chú ý quá chuyện giữa nam với nữ. Giáo sư đã từng cũng cho nàng giới thiệu quá thân cận đối phương, nhưng là nàng lúc đó tâm tư toàn bộ đều đang nghiên cứu mặt trên, tự nhiên cự tuyệt. Như vậy kéo, nàng chưa từng có nói qua luyến ái. Lúc này, đối mặt bạc một rõ ràng biểu hiện ra ngoài hảo cảm, Ninh Lệ kích động cảm giác được thủ không biết như thế nào thu phóng, càng là cảm giác trái tim bùng bùng nhảy lên trong khoảng thời gian này tới nay bạc mục quan tâm phi thường rõ ràng đối nàng từ trước đến nay đều phi thường nhẫn nại ninh lệ luôn luôn tự nói với mình bạc mục là tương lai quốc tế ảnh đế từ trước đến nay đều bị đánh giá làm người phẩm phi thường tốt đối bất cứ cái gì vãn bối đều không có cái giá mà lúc này ninh lệ chỉ cảm thấy kích động kiếp trước bạc mục phan lần đến toàn thế giới chờ hắn lại đạt tới cái kia thành tựu ngày đó nghĩ như vậy ninh lệ đã hoàn toàn bỏ qua một việc kiếp trước liên tiếp nghiên cứu ra mới nhất dược vật nàng đồng dạng là dân chúng trong lòng phi thường lợi hại tồn tại hoàn toàn cùng những người khác không phải là một chỗ vị bạc mục tự nhiên nhìn ra ninh lệ khẩn trương nhưng là nghĩ đến mẫu thân nhắc nhở hắn vẫn là lại nói cuối tuần có rảnh sao nếu không rảnh lời nói đổi cái thời gian cũng tốt cuối cùng ninh lệ gật gật đầu cuối tuần có thời gian bạc mục khẽ cười cười tận mắt thấy ninh lệ chậm rãi đi vào giáo môn mới xoay người đem xe chạy khẩu hắn vốn tính toán đợi đến ninh lệ tốt nghiệp đại học lại theo đuổi nàng khả là mẫu thân lại nhắc nhở bản thân chẳng phải chỉ có bản thân muốn truy ninh lệ nghĩ đến đây bạc mục mới nghĩ đến thời gian cũng không đám người của hắn thái độ cũng đủ trịnh trọng hắn chưa bao giờ là tùy tiện đối đãi cảm tình nhân nếu không có nguyên vẹn lo lắng hảo, hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy Ninh Lệ. Ninh Lệ trở lại trường học phòng ngủ thời điểm, Tôn Mỹ Du đang ở thu thập này nọ, chuẩn bị quá trận đi chơi. Nhìn đến Ninh Lệ sắc mặt đỏ bừng tiêu sái tiếng phòng ngủ, nàng mày một điều, tinh tế quan sát Ninh Lệ một lát, trăm phần trăm xác định đối phương khẳng định là tao ngộ rồi sự tình gì. Một phen ôm lấy Ninh Lệ bả vai, Tôn Mỹ Du lén lúc hỏi, ta nhớ được hôm nay là ngươi dương lịch sinh nhật, ngươi đi chỗ nào chúng ta nói muốn cho ngươi chúc mừng sinh nhật ngươi đều cự tuyệt còn chối từ đến âm lịch ninh lệ gò má đỏ lên chậm rãi lắc lắc đầu ngươi đi thu thập này nọ ta muốn đi rửa mặt tôn mỹ du ý vị thâm trường nhìn ninh lệ liếc mắt một cái biết ninh lệ không đồng ý nhiều lời mở miệng nói ta đây đi thu thập ninh lệ khẽ dạ lén lút mở ra rảnh tay bên trong hòm mặt trên hòm mở ra Ninh Lệ mới phát hiện bạc mục đưa cho bản thân là một cái màu lam điếu trụy, tạo hình ngắn gọn nhưng là lại phi thường tinh xảo, có thể nhìn ra chế tác giả dụng tâm. Nàng nhẹ nhàng mà phiên hạ điếu trụy, thậm chí còn nhìn đến mặt sau có khắc một cái nho nhỏ trái vải, hiển nhiên là đại biểu cho nàng. Đột nhiên bên người truyền đến động tĩnh, Ninh Lệ một phen che lại hòm, sau đó hỏa tốc đi rửa mặt kết thúc, cuối cùng nằm ở trên giường, lại càng không ngừng vang lên vừa mới bạc một bộ dáng nàng không muốn để cho mọi người biết bạc mục sự tình là sợ cấp đối phương mang đến phiền toái nàng thậm chí còn nhớ rõ kiếp trước trên mạng truyền ra bạc mục kết hôn tin tức thậm chí còn có bạc mục cùng nữ tử thân mật ảnh chụp không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân bạc mục tức thời cũng không có phản bác vào lúc ấy thậm chí xuất hiện phan tự mình hại mình tin tức cho đến khi tin tức này xuất hiện bạc mục mới giải thích nữ tử thân phận Khả là chuyện này tình lại cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Đã từng đối bạc mục chuyện xấu xua như xua việc truyền thông thậm chí hoàn toàn không dám phát bất cứ cái gì về bạc mục cùng nữ tính tin tức, tình huống như vậy liên tục đến. Ninh lệ mở tròn mắt, vốn có vây ý triệt để tiêu tán. Tình huống như vậy liên tục đến. Bạc mục tai nạn xe cổ biến thành người thực vật. Đợi đến bạc mục tỉnh lại thời điểm, toàn bộ ngành nghề tự hồ đã triệt để đổi mới rất nhiều đã từng đương hồng nhân luân vì nhị tuyến có chút yên lặng vô danh nhân nhảy trở thành đương hồng minh tinh mà bạc mục tự hồ không bao giờ nữa đối vài thứ kia cảm thấy hứng thú trừ bỏ một ít phi thường có chất lượng lừa đảo bạc mục triệt để bán chuyển nhập phía sau màn, đại lượng giảm bớt bên ngoài thời gian nghĩ đến kiếp trước bạc mục gặp được tai nạn xe cộ ninh lệ lăn qua lộn lại ngủ không được đợi đến ngày thứ hai thời điểm ninh lệ mang theo mắt thâm quần tỉnh lại Tôn Mỹ Du nhìn đến Ninh Lệ bộ dáng, tràn đầy kinh ngạc, ngươi đây là một đêm không ngủ. Ninh Lệ gật gật đầu, lại thủy chung không có giải thích. Hoa Quốc Đại học chương trình học cũng không thoải mái, Ninh Lệ thân là phát thanh chủ trì học sinh, tự nhiên cũng cần tiêu phí đại lượng thời gian ở khóa hạ luyện tập. Ninh Lệ là, sông dài, vai nữ chính tin tức tuy rằng phi thường làm người ta khiếp sợ, nhưng là ở ngắn ngủi tò mò sau, Hoa Quốc Đại học trên cơ bản đối chuyện này không phải là thật để ý, làm cả nước số một số hai trường học, phần lớn học sinh đều có bản thân phi thường minh xác mục tiêu, đương nhiên sẽ không đem thời gian hao phí ở người khác bác quái mặt trên. Mà Hoa Quốc Đại học luôn luôn đối giáo nội nhân viên lui tới kiểm tra nghiêm cẩn, hoàn cảnh như vậy càng làm cho Ninh Lệ tránh cho đến từ ngoại giới quấy rầy. Điều này cũng là lúc đó Ninh Lệ tưởng phải lựa chọn Hoa Quốc Đại học nguyên nhân trường học cũ nỗ lực ở các phương diện cấp sở hữu học sinh cung cấp cốt học tập hoàn cảnh nàng thích như vậy bầu không khí chương trình học làm từng bước tiến hành đợi đến chủ nhật thời điểm ninh lệ sớm trang điểm hảo sau đó đội mũ đi đến cùng bạc mục ước hảo địa phương đợi đến mục đích thời điểm nàng rõ ràng phát hiện một cái mặt bóng chày phục nhân đứng ở dưới bóng cây ninh lệ sửng sốt một lát mới phản ứng đi lại người kia là ai mặc dù là không có đem mặt lộ xuất ra, bạc mục toàn thân khí chất cũng phi thường rõ ràng. Nhưng là nếu không phải có người biết người này là bạc mục, hoàng đều không hay có người hướng cái kia phương hướng đoán. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 70 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 072 bạc mục bình thường giả dạng phi thường ổn trọng, chưa từng có xuyên qua như vậy quần áo, luôn luôn cấp phan cảm giác là phần tử trí thức cấm dục cảm giác. Ninh lệ cũng chưa từng có xem qua bạc mục mặt như vậy bóng chày phục, càng là chưa từng thấy hắn mang như thế vận động khoảng ngủ. Bạc mục luôn luôn chú ý trường học cửa. Ở ninh lệ đi ra trong nháy mắt, hắn lập tức banh thẳng thân thể, lôi kéo trên người quần áo, trong lòng còn là có chút khẩn trương. Ninh lệ mới vừa mãn 18 một tuổi, nhưng là hắn đã 24 so ninh lệ vẻn vẹn lớn 6 tuổi. Nghĩ đến đây, rất ít mặt vận động phục bạc mục trực tiếp lấy ra bản thân còn tại trường học khi tham gia đại hội thể dục thể thao khi quần áo, đến đến nơi đây lẳng lặng chờ ninh lệ. Bạc mục như vậy giả dạng hiển nhiên nổi lên tác dụng, người khác hoàn toàn không có chú ý tới của hắn tồn tại. Ninh lệ cũng đè ép trên đầu mũ, tiểu bước chạy đến bạc mục bên người, người đến thật lâu sau. Ta vừa đến ninh lệ gật gật đầu chúng ta đi nơi nào ninh lệ hơi hơi có chút khẩn trương đây là nàng lần đầu tiên cùng nam sinh đi ra ngoài bạc mục tự nhiên nhìn ra ninh lệ bộ dáng khóe miệng hắn ý cười càng lúc càng lớn mở miệng nói ta biết kinh đô gần nhất tân sửa một nhà du ngoạn phố ngươi muốn đi ăn sao bên trong có rất nhiều ăn vặt cùng hảo đồ chơi bạc mục chưa từng có chú ý quá nữ hài tự thích đồ chơi mấy ngày trước hắn cố ý hỏi công ty nữ nghệ nhân trợ lý thế mới biết này tân khai phố nhiều năm như vậy không có xem qua kinh đô ninh lệ cũng phi thường hiếu kỳ này niên đại kinh đô là bộ dáng gì nàng gật gật đầu vừa muốn cùng bạc mục cùng rời đi đột nhiên nghe được phía sau truyền đến có chút quen thuộc thanh âm lệ tử ninh lệ bước chân hơi ngừng lại bạc mục dẫn đầu quay đầu lại đi chỉ thấy một cái mi thanh mục tú nam sinh đứng sau lưng bọn họ trên tay ôm thật dày một xấp tư liệu, xem bọn họ. Ninh Lệ cũng quay đầu, Hứa Tần. Hứa Tần gật gật đầu, ánh mắt quét bạc một liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Ninh Lệ, thật lâu không thấy. Ninh Lệ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng tới người quen. Nàng cùng Hứa Tần tuy rằng là một cái trường học, thế nhưng là là hai cái hoàn toàn bất đồng học viện, bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cùng xuất hiện nàng cũng từng theo người khác trong miệng nghe nói qua trường y sự tình khóa này một vị đại nhất tân sinh ở một lần y học tọa đàm thượng hướng hà nghị giáo sư nêu câu hỏi trực tiếp cùng hà nghị giáo sư tham thảo đứng lên từ đó về sau hà nghị giáo sư liền cho phép hắn xuất nhập phòng làm việc của bản thân hơn nữa còn luôn luôn chỉ đạo hắn ninh lệ thế mới biết hứa tần luôn luôn đều có xem y học phương diện bộ sách thậm chí ở nghỉ hè thời điểm còn tự mình đi học tập mục tiêu phi thường minh xác. Nghĩ đến kiếp trước lão sư đối hứa tần tiết hận, Ninh Lệ biết đời này lão sư đồng dạng cũng phi thường thưởng thức hứa tần, thậm chí tựa hồ so kiếp trước còn sớm điểm. Nhưng là hiện tại. Nghĩ đến đứng ở bên cạnh bản thân bạc mục, Ninh Lệ nhịn không được hơi hơi dựa vào tiền, người này là muốn đi đâu. Hứa tần trong tay rõ ràng lấy là y học tư liệu. Ta đi thứ nhất bệnh viện lấy bệnh hoạn lâm sàng phản ứng, hứa tần chậm rãi giải thích nói, gần nhất đầu nhập vào một đám tân kháng nham dược vật hà nghị giáo sư cần một ít tư liệu thông qua một năm nghiên cứu hà nghị giáo sư lại nghiên cứu ra một loại càng tiên tiến kháng nham dược vật hứa tần tuy rằng không thể tiếp xúc đến trung tâm gì đó nhưng là bình thường chạy chân chạy cũng có thể biết một ít tri thức cho nên hứa tần chịu mệt nhọc cũng không có cảm thấy phiền toái bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội nhìn đến ninh lệ càng không nghĩ tới sẽ theo ninh lệ bên cạnh nhìn đến những người khác ở hắn trong ấn tượng, Minh Lệ tự hồ chưa từng có đối chuyện giữa nam với nữ thông suốt. Cao trung thời điểm, trong bang có mấy cái nam đồng học rõ ràng là thích nàng, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Hứa Tần nắm chặt một trong tay tư liệu, nghe được bản thân nhẹ nhàng mà hỏi, "Vị này là?" Minh Lệ có chút khẩn trương nắm tay, "Ta bằng hữu." Hà Nghị giáo sư khẳng định còn chờ tư liệu, "Ngươi nhanh đi vội đi." nghe được ninh lệ rõ ràng đuổi khách lời nói hứa tần gật gật đầu các ngươi cũng đi chơi đi dứt lời hứa tần cũng không quay đầu lại về phía bên trong đi đến chỉ có nắm chặt thủ tỏ rõ, rõ hắn có chút không thoải mái tâm tình gặp hứa tần rời đi ninh lệ hơi hơi nhẹ một hơi hắn không phát hiện ngươi chính là phát hiện hắn cũng sẽ không thể nói ninh lệ hiểu biết hứa tần hắn chưa bao giờ là xen vào việc của người khác nhân cũng chưa bao giờ chú ý bác quái nghe ninh lệ rõ ràng phi thường tín nhiệm hắn lời nói bạc mục nói các ngươi là đồng học sao đối phương tự hồ là độc y học chúng ta là cao trung đồng học luôn luôn là trước sau bàn nguyên lai như vậy bạc mục không khỏi may mắn bản thân không có chậm lại vừa mới cái kia nam sinh rõ ràng đối ninh lệ có cảm tình chẳng qua cái kia nam sinh rõ ràng không có thông suốt còn không có minh bạch bản thân nội tâm nghĩ đến đây Bạc Mục hơi hơi thở ra một hơi, đi thôi. Ninh Lệ gật gật đầu. Bạc Mục tuy rằng phi thường nổi danh, nhưng là này thân trang điểm vừa vặn có thể đưa hắn ẩn giấu đi, mà Ninh Lệ lộ diện vốn tự ít đi, cũng không có vây xem nhân phát hiện hai người thân phận. Bạc Mục xem Ninh Lệ vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng càng thêm vui vẻ, chưa từng có như vậy thả lỏng quá. Từ nhận thức Ninh Lệ, hắn cảm giác cuộc sống hơn rất nhiều sắc thái chờ đến lúc tối bạc mục lại đem ninh lệ đuổi về trường học mở miệng nói ta kế tiếp muốn vào tổ hai tháng khả năng chỉ có thể một hai thiên ngày nghỉ vào lúc ấy ta lại tới tìm ngươi nói tới đây bạc mục có chút hối hận bản thân chức nghiệp như vậy chức nghiệp căn bản vô pháp làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn ninh lệ gật gật đầu tốt ngươi lại liên hệ ta gặp ninh lệ hoàn toàn không có để ý bạc mục trong lòng lo lắng mới dần dần tiêu tán. Trở lại phòng ngủ thời điểm, phòng ngủ cũng không có những người khác. Ninh Lệ ngồi ở trên vị trí, mở ra bản thân máy tính, trực tiếp mở ra thiên nhai diễn đàn. Của nàng tiểu thuyết đã đổi mới đến thứ bảy bộ. Mỗi bộ tiểu thuyết đều đạt được phi thường đại hưởng ứng. Này mấy tháng, tiền trí chủ biên luôn luôn tại thay thế hắn đàm ảnh thị bản quyền vấn đề. Ninh lệ đối giá cũng không có thật để ý, tương đối để ý có thể bình thường hoàn thành quay chụp. Lần này, Ninh Lệ muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Chờ nàng đổ bộ thượng xã giao tài khoản, tiền trí chủ biên đối thoại khung lập tức lượng lên. Lệ tử, ta cùng bên kia đã đàm tốt lắm, đối phương đồng ý ngươi nói yêu cầu, hơn nữa mỗi bộ một mình mua. Mỗi bộ giá là 100 vạn, mà Hoàng Hà nhà xuất bản bên này chỉ trừ thủ nhất thành chia làm. Ninh Lệ chậm rãi xem xong sở hữu lời nói, cuối cùng hồi phục nói, ta đồng ý. Mỗi quyển sách 100 vạn ảnh thị bản quyền, ở thời đại này đã là phi thường tốt giá, hơn nữa Hoàng Hà nhà xuất bản tranh thủ điều kiện đã phi thường tốt. Nhìn đến Ninh Lệ đồng ý tin tức, tiền trí cũng hơi hơi nhẹ một hơi, ta đây đi chuẩn bị hợp đồng, nay Minh hai ngày có thể ký ức. Ninh Lệ gật gật đầu, tiếp tục nhìn thiên nhai diễn đàn, lập tức liền muốn tới đổi mới thời gian. Ngay tại Ninh Lệ xem xét phía dưới hồi phục thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến một câu nói, hơi hơi có chút ngớ ra. Lệ tử, nhĩ hảo, ta là lục giang văn học thành chủ sự giả, ta nghĩ hỏi ngươi có hứng thú hay không gia nhập lục giang văn học thành. Ninh lệ sửng sốt một lát, mới phản ứng đi lại lục giang là ai? Này không phải là đời sau phi thường nổi danh đứng sau. Nàng còn nhớ kỹ mấy nhà phi thường nổi danh ảnh coi là phẩm đều xuất từ lục giang văn học thành. Này trang web rất nhiều đại thần. Xem đến nơi đây, Ninh Lệ đầu óc nhanh chóng vòng vo chuyển. Nàng không có khả năng luôn luôn tại thiên nhai viết văn. Đã từng này ở thiên nhai đỏ thẩm tác phẩm, cuối cùng đều sẽ ở nổi danh đứng phát biểu. Nghĩ đến đây, Ninh Lệ cảm thấy lục giang văn học thành chính là một cái phi thường tốt nơi đi. Xác định trong lòng ý tưởng, Ninh Lệ mở ra trong trí nhớ lục giang văn học thành, không khỏi có chút ngớ ra. Đợi chút, đây là trước kia lục giang văn học thành, thích cổ lão cảm giác. Ninh lệ xem trên máy tính mặt trang web, hoàn toàn không nghĩ tới năm 2000 lục gian văn học thành trang web thế nhưng như vậy từ xưa, hoặc nhìn cũng không có rất nhiều độc giả, hoàn toàn không giống như là đời sau bộ dáng. Bất quá, hiện thời viết tiểu thuyết nhân vốn tự ít đi, thậm chí còn không có mấy nhà tương đối nghiêm cẩn đứng, tự nhiên không thể như vậy tân sang trang web yêu cầu có nhiều lắm độc giả. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.